À, cho nên không cho mình nói dân riêng tiện tôi mua năng internet working về phí chẳng là không lấy cư dân focus từ lời routing và routing tràn và tiện tôi mua năng routing dân chấp sau này dân bị switching này switching dân riêng bị cho mình môn này và feature bỏ switch switch dân thuê ấy bằng khả năng lời switch dân riêng làm bị cho mình môn này chẳng cho mình nói dân năng đo từ lời routing vinh đó ta thuê em mắc đầm bài ơi lên môi ai tiện tông được can lên môi chụp cái pi tràn thành tiệt nó không network thành tiệt và nó không mê riêng tìm môi dương nên nó dễ ampi concept và concept là bỏ routing ta router nó viêm miên mụ nghĩa ấy là ta về thơ mất đâm bay ở về ai forward packet và bị so the can destination bàn chứng về cầm mặt ta flow na để về trâu tấu flow na để về mình trâu tấu flow na để về chạp từ đó hay nâng việc chấp đam thuộc cả forward packet nâng vô tầm đó và tiện tông thì muốn nâng routing concept tầm một tiết dương nâng xoay vô lòng pi static route tiện tông chỉ muốn nâng routing dương miễn pi bộ phết và routing miễn pi bộ phết static route hay nâng dynamic route chẳng static feature bỏ static hay nâng dynamic có dương miễn dương nâng không mê riêng pi muối nâng đại ta static liệt khả nạ về dạng mạch dynamic về liệt khả nạ bỏ về dạng mạch quân sum bát quân vị bát bọc vì yang mạch khác và cho đó mình điền tí ví dụ như static row và dùng pattern the concept the static row hay năng biết configure static row hiểu tầm đó thì bây giờ này dùng vì dynamic row trong dynamic row nhưng đang hái dynamic vì vì miền protocol chờ nó trong dynamic row nó trong mình điền tí bây này dùng chụp 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 mùi năng routing information protocol riêng ở một thằng rip và dân riêng bị feature configure rip nó không bị riêng tí bấy nên mới riêng tí bấy và OSPF mới riêng tí buôn bằng tra và OSPF mới riêng tí buôn nó nít khỏi và mới riêng tí buôn dân riêng bị dynamic routing protocol mối tiết cứ OSPF nó thả open source test path first chứng chia protocol chia standard protocol muối để cái đại prapra chia sắc có chứng cùng hôm nay đã chọn bằng cách networking device cứ trao tới standard của OSPF protocol đồng bay ở VI support chia muối nâng product của bộ cùng hôm xem xem tiệt bản và chứng thì muốn nè mình điền thì muốn thì tôi mình muốn nâng OSPF dân nâng riêng về concept dân nâng riêng configure từ lời routing protocol rồi bỏ qua những tầm đó nên đi làm những gì EIGRP và nâng cư rồi bỏ proprietary rồi bỏ carbon Cisco tầm đó chương trình đạt nâng cư feature nâng rồi gọi protocol nâng cư về miền tây nâng thằng product rồi bỏ carbon Cisco đấy nhé Cisco router và phát biểu ra thương nâng tiết ra thương nâng tiết dân nâng GMP access control list chúng dùng trao check control cả access the can device bởi dương dùng ai filter network nào để dương cụ thể allow vì network nào để dương cụ thể deny vì có mọi chlong cắt router bởi dương dù có đâm bay có mọi chôl thuộc nâng interface bởi dương chúng tiện tôn chúng mình access control list dù miền input output hay nâng forward và chúng dùng ai thuộc cả an nhạt dù có mình an nhạt traffic có mọi chỗ là khả device bao giờ từ tôi cứ tiện tôi nhưng mà nâng sử dụng tập hiệp và chẳng dương nâng configure access control lý nâng rồi gọi ACL thì mấy cái dương nâng dương bị NAT NAT cứ chia feature mùi đề ra ra dù dương nạ màu hỏi và xâm rạp IP version 4 nâng tầm đó như vậy sẽ IP version sẽ cứ được ổn miền NAT tiệt tế NAT bằng nên thay viên nâng thua cả bỏ pre và IP bị private tôi chỉ IP public hiện đang được dùng ai access internet bàn rồi ngay cứ lúc ra được dùng miền IP public và dùng ai access từ bàn số ta hết đấy bàn dùng dùng đặt IP private nó không network bao dương hay dùng nơi ai access internet bàn cứ tại sao dùng miền NAT và NAT vì enable nó không device mình và chẳng vì muốn dùng chạy tại dot internet dùng chạy tại chỗ wifi tốt đời là đặc biệt dân riêng đầu nâng bàn dân đứng thả mình nâng việc đã bán thư dân trâu miền nạt nạt chỉ từ tớ cứ miền crop xưng ta crop
router tăng ở để thật nâu vì để chụp vì cầm hôn được cả private network tất cả cầm hôn ISP chẳng đi vai nên cứ trở thành miền nạt nó nơi cho lọc đào lên và nên cứ chia sẻ là bờ ok nhưng thiệt tôi nhưng mà đừng ra thì cảm sẽ sắp đá môn dân bàn riêng hai mục nghĩa là bỏ router nhưng sân khẹp khai khai tiết chó và router vì mình mục nghĩa phí dùm khán thì mua cứ việc trâu còn mà lâu nà đè nó phải là việc tự ban packet nó phải là việc tự ban packet source và nên packet đi router và trên nó phải là việc tự ban xá thì cả packet bị source nà muối thì chắc đam rộ mơ nó không nó không là routing the ball vào việc ta packet nó mô bị ná trong tài căn destination mới ná hay về chạy đồ mơ là khả năng routing thì bỏ bảo vệ bằng này thả đợi vì mơ là khả năng miền thì bỏ bảo vệ và đợi vì bảo chẳng mà xin sẽ đáng sẽ chết ca chứ rất tiết ta phá nà đã chạp từ đó phá nà đã ai đợi chung chung tư nâng lấy bằng chẳng và từ tập vì vì rồi phá bàn hãy bàn về chạp đàm bởi chanh packet bắt đầu từ tiết và nó cứ mục nghĩa bỏ ra từ miền phí dân khăn khán thì mỗi cứ việc mà việc cập mặt cloud để lỏ base path từ bị việc cập mặt hay bàn việc forward packet nâng tàu destination nâng thêm đó thế nè đó chương ngủ từ hóa dường mới nếu biết là sao phụ chung bị network hình ấy một đó router one chấp đam locate nghe locate đam chiều tôi đã một và chương việc mới nó năng là routing table này chương việc mới nó năng packet nắng nick cứ chia source và nick cứ chia destination chương nếu biết là router từ tôi bàn packet vì source với chấp đam chạy mở và source cứ IP mở rồi copy chạy mở rồi bài chạy mua chạy sổ destination vì trong tâm rồi cao phí trên rồi hợp bằng bay chạy bay chạy sớm chính vì chạp đam chạy mới ra tính thì bỏ vào viên ở này ta nó không nên miền phố miền network rồi bỏ destination này rồi gọi ọt một rồi cao phí trên rồi hợp bằng bay chạy bay và nó bây giờ về chạy tớ khờ nha này nên cứ chia phố miền đại viên ở khăn ra tính thì bỏ chẳng ta network mà rồi cao sắp phí chạy mà rồi hợp bằng bay chạy bay nữa vì tao chạy đưa tam plow nà path mới nà gateway mới nà chúng viên mở tớ này thả bà đâm bấy trong tờ can network nâng cứ trao chanh từ tam gateway này IP này chân IP mở rồi cao phí mở rồi hộ dập bầm bầy dịch phí dịch phí chân nhận khởi router thì muốn chụp tờ can router thì phí nâng năng network IP mở rồi cao dập phí chạy mở rồi hộ dập bầm bầy dịch phí dịch sồn chân router lệnh mới cho bác chia sang IP lệnh mùi ạ router lệnh phí cho bác chia sang IP lệnh phí chân bán nâng năng routing table này đầm bay từ căn network khăn ấy và đầm bay một căn network khăn ấy cứ trao chanh tam router lệch pi này bằng ai từ đó và nó cứ chịu từ ho nơi ca router về có mặt phao để lõ hay nâng bị chun packet từ căn destination này đi hello Rồi, à được rồi. Rồi, mình nhút tích đấy. Rồi, chiêu rồi. Rồi, chiêu rồi, bảo. Ok. Bà. Tại miền cây ớt là chiêu, miền là trong sửa ớt. Bạn nó cừu nữ là cừu, xa internet em slow là cừu. Ok. Nó bây giờ hiếp bạn đã cùng nhau bảo vệ được rồi kịch thì xin mời mà giật từ chấm lòng để bảo vệ khai từ chia sẽ thập phần được và covid nó bảo vệ tới bây giờ ở đây thì cùng nơi xin mời nhưng mà đã trình về tiệc còn là cùng hay vẫn nhầm tập một bị bảo vệ tận môn đó thì bật lên ở tàu mà lòng tuyệt nhỉ
ấy phong là khu tập màu này này cái ao màu thò mặt này bạn à riêng tôi tham gia đấy bên tay nhầm tôi càng nghe tiện tôi như mỗi năm mình ti tiện tôi như mình sẽ khai ba lô khai nó kia rồi tôi bạn là thứ sẽ cam phê bạn riêng tôi như lệ khán nên cho mình ấy thế ok tao chắc là ra tới nó bây giờ về miền là cloud chân tất cả network tại mũi chân vì tao chơi được cloud ná để chỉ ăn tiếp hiệp thì mới cứ gì gọi chúng một thằng á base path nè base path equal longest match base path equal longest match nó cứ bản thân chỉ nơi lơi ra thiên để ball và những mươi tờ rang này packet mũi trong tất cả destination mũi này mũi rơi chất sắp đi chơi đập và mũi chất xôn chơi đập nè nên bây giờ dùng bài chế binary cứ dùng bàn tổ năng chẳng algorithm rồi bỏ ra tớ nó phải là mean ba rao rưu cơ rao tiên thị bò nó không nâng miên plow chả ơn tất cả destination để ai phô bơ tử bán chẳng xưa thay về xâm rạch chả rơi plow nào đà lò chẳng algorithm bảo viết cứ dù nó đã kêu chúng ta longest match longest match longest match nâng cứ tiện tôn chứ mùi nâng IP cứ tiện tôn chứ mùi nâng prefix bảo viết và subnet mà bảo viết chẳng dù mơ nó không cái ưu tiên thứ nhất là routing table trong router. Để bây giờ dùng mở khơi nhé, chẳng về chân chẳng. Chẳng IP mà rơi chất dập bí, chất đập vào mũi, chất xôn chất đập. Chẳng về sát nó không chất lọc IP này đầy. Mà rơi chất bí, chất đập vào mũi, chất xôn chất xôn. Bọn tài này cứ xa đập bí. Hãy bắt đầu tạm destination mở tiết có viên nó không trong nom destination nâng đầy. Nè. Ra thiên lệch bí này nè chẳng mở chất bí cho đập bằng môi chất xôn đổi khí và phần tế sẽ là đập bằng bầy và đập bê ra thiên thì bầy này cứ hai IP đổi khí đấy nè dân mơ tấu mở chất bí cho đập bằng môi chất xôn đấy à, cho đập khởi viên sân nó không chất lọc này đấy phần tế lệch này cứ sẽ là mặc phê bằng môi chẳng bà sân chìa cả này để miền network đổi khí này chẳng việc cần là call subnet mask này, nó được gọi prefix này. Chứng số thay tới router về đường sân bay chật, chun packet từ destination tam cloud mùi nào. Chứng complex, algorithm bảo viết cứ về đường chập vô cloud nào để can tài kia cứ can tài lò, can tài chết cứ can tài lò. Chứng can tài chết được không? Nó cứ sân đau từ lời subnet mask là bảo IP. Chứng bà sân chia mời chất sắp đi chạy đập và mua chạy đập viết các thân nó không sẽ đập bí viết các thân nó không sẽ đập bay viết các thân nó không sẽ mà phải vào mũi chẳng aggression mà viết cứ viên chơi rớt mà phải vào mũi này hàng chẳng nó cứ network viết căn tài chật căn tài kia chẳng kia ở chung một thả longest match anh đã viết tiếng phát được có viết trâu khí về xí khí căn tài chán cứ khi chạy tục thả viết plow căn tài lò chúng ra tới về những chế độ plow nè, và cả này để miền plow chia ra nó không ra tiếng thì bỏ về. Chấm bơ sang bấm lại một chữ bit, chạy đập rồi chạy sapi, chạy đập bấm muôi, chạy son, chạy đập, chúng giờ mới bit bỏ về, anh đã kia chân cày cái bấm phớt, và anh đã kia chân cày cái bấm phớt cái slang pay bấm muôi này hay. Chẳng vì vì sinh bà đôi khi này đang ở này vì thế vì sinh bà đôi khi này đang ở chẳng network vì trầm này chẳng khi bit vì chán bit là bao sạm nét mà vì chán cứ vì đang xem ra chặt vô cầu này cái thằng IP version sẽ có mình chỉ khó khăn này bao màn đấy nên cứ chỉ IP version riêng riêng IP version sẽ hơi hơi thở tại bây giờ ở ban riêng pi môn thằng kêu về trang cái bài vấn đề riêng mở bài thẻ mà nè trang nào không nấy nhom nâng bị cho IP version 6 nào không đào tiền thì bỏ tiền và riêng trang complete tôi mở bài thẻ và tôi sao chưa bài thẻ thì tôi chỉ muốn IP version 6 này trang ưu thế hơn thì đôi khi này IP version 6 này destination thì trang được căn IP pi bốn muối DBH C zone 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 colon colon với 99/48/48
tập về router tập mưa là không ra tiếng thì bỏ bảo vía khơi nháy và xe sập bít tập bóng và nè xe sập bay bít tập bóng và nè được kia đấy phần tay này cứ là hậu sập bốn prefix về hậu sập bốn phần tay cái thá does not match hậu sập bốn bit và mấy những thà longest match viên năng preferable bởi thế nó không IP version xích ní viên năng mạch vĩnh viên năng mạch vĩnh và viên ở longest à hồ sơ buôn năng là men longest mạch thế đó xa viên lơ bit destination bảo kì chân destination ní viên ở ai thật nó không IP là hồ sơ buôn như thế được chứ nè cái thà viên ở ở tiệm vừa thế, ở trao thế. Vấn đề bờ pi này, cứ viền mạch đá. Vấn đề bờ sân viền mạch được kia chẳng. Viền năng rửa vô xe sập bầm bay nè. Viền năng rửa vô xe sập bầm bay. Bả. Chẳng. Viền năng prefer longest mạch từ xe sập bầm bay. Chẳng ra tới năng phải chun thạch hệ năng tranh tam interface ná để miền IP này. Bả. IP này. Chúng không cả đã router việc bật cắt panty bảo vệ được gọi như chúng ta routing table việc bật cắt như vậy chúng tiện tông cho mùi nâng routing table cứ miền bay tầm khăn tầm khăn bay tầm nội tầm khăn tầm khăn thì mùi cứ directly connected thì pi cứ remote network vì ai cả là chỉ liệu khả năng static hay là dynamic nào đây là những riêng nó khả năng mới riêng bắt đầu bắt đầu hai mối tiết cứ default route và chẳng phổ mình nó khả năng routing thì bỏ nó cứ miền bay xâm khăn sẽ cái directly connected thì directly connected và viên năng add cho được khả năng routing thì bỏ automatic nó phải là những configure in the mùi năng IP address chẳng bạn này thả mấy cái này dùng configure IP address nơi interface viên năng bằng cách ban directly connected around mùi năng automatic chẳng dùng mà mơ nó khả năng topology này chẳng nó khả năng router thì mùi nó khả năng router thì mùi cần tại nhóm add IP cần tại nhóm add IP cho được khả năng router này chẳng dùng mà running interface gigabit nhằm add IP nâng chỗ đó và serial nhằm add IP chỗ serial lại mùi add IP chỗ đó chẳng cái thá directly connected rao viên nâng mean automatic và viên nâng add chỗ được nâng routing table automatic nâng bây giờ IP chẳng tầm bay mơ lưu là mình routing table nhằm ảnh nếp là mình show IP show IP rao chẳng này này phụ làm miền ở khả năng routing table và mở đường ngọc này chẳng cái này đã miền ở xa xì anh ấn cứ dân ở trong một thả directly connected rào chẳng việc đã directly connected rào chẳng bà này thả IP này cứ chỉ IP để assign lời interface rồi bỏ rào tờ nâng đời tổ directly mình men chỉ IP rồi bỏ network nào mùi xe như rồi bỏ network nào xe như thế chứng cần đại dương add IP chỗ cứ viên nằm bằng cách bàn tới chia directly connected chứng nơi lưu router lệ mùi ní nhóm miên bay interface nãy như hãy nhóm bàn add IP chỗ tiền bay interface chứng vì cua ta miên bay connected rào miên ọt bà ní connected rào tìm mùi những cái xóa xí flag hay flag bảo viên ní dù cái nhạc code bảo viên xóa xí connected rào thì P nó là serial interface son slash mùi slash son hay như khơi xì mùi tiết đấy và serial interface son slash mùi chẳng chứ tư tấu interface dương miên bẩm mán hay dương add IP nó là interface nâng bẩn nắng viết của ta miên connected directly connected around bẩn nâng đài nè bẩn nâng đài tớ nế bẩn ta chứ tư tấu ở Cisco IIS series thamay chạp tì chùm nôn đập pram lỡ ấy và nó phải là dương miền directly connected viên đường miền link local và link local ra mối tiệt
nó cứ việc add auto tạm đong mô chỉ mua năng connected directly connected còn đây việc chỉ link local chứ những khơi IP về chỉ từ đó cứ slash 32 và slash 32 chẳng cứ việc ai tiện tông bàn tại nước năng local lần này na IP nó cứ ai tiện tông bàn tại nước năng local nên do chúng ta link local và chẳng nhớ đó nữa directly connected network chẳng việc năng add cho được năng routing table để swipe vào nó bây giờ configure IP address nó lỡ interface bỏ router nè. Ria remote network, biết thay remote nó khăn này network, dân nâng khơi bị remote nâng pra chất ăn lại. Chân remote nó cứ xin đào tới lỡ. Bởi vì dân bị network đây nó chẳng hạn. Đại mình men nó khăn device bởi dân nâng. Đại mình direct chụp cho mùi nâng device bởi dân. Chân dân ở chung mùi thay remote. Chẳng tệ tôn chú môi nâng remote network có vì remote network cứ chỉ network đài mình directly connected từ Canada tới bây giờ chẳng việc bàn một bình á cứ việc bàn một bình learn nè bì network bì chẳng bì chẳng nè cứ việc learn vì thi sao là việc learn cứ ai chia static rồi có dynamic static away cứ admin hay là sysadmin mà dân cứ chỉ nè configure chỉ nè cầm nọt chỉ nè bây chồ và react dynamic cứ dân cần để prap router nâng ỏi thuở ấy muối tập một tiết nâng bê đầy miên ấy prap rule viên nâng thuở ca update prap đồ đòi swipe vào vật đòi auto nâng cứ prapet dynamic chơi dân khơi nâng nâng ní crappy connected hay nâng local ní như khơi miền ở sao ó và flag ở sao ó nó cứ chia bộ phụ remote network này và bộ phụ remote network này network đến nơi chẳng ai để mình men chụp bởi rạch một căn router bởi dưỡng chân được chỉ IP đọc cho đọc chứ và mình IP mà rồi chết sắp đi cho đọc vào mùi router bởi dưỡng ở miền IP rèn nâng thể mình đấy và mùi tiết cứ IP pi rồi pram đấy chẳng IP nó cứ mình men nó khả năng divide bao nhiêu để đại khả năng thiết chế mỗi năng router bao nhiêu để chẳng nó cứ dùng ở một thang remote network chẳng cả đại vì learn network pitch ngay nó pi remote bằng một bán cứ miền lệ khả năng chẳng vật thì hai chỉ static được dynamic phần đây nó cứ chia prepared dynamic mỗi khả năng chấm nom dynamic routing protocol này nhưng chẳng đừng đi theo cho bác những ai mơ cái này code node bảo viên này nè nhưng ai xung cơ bản hay thả ta à sao o nâng cứ việc bản mô bì dynamic routing protocol mùi nà và chân flag đầy mẹ dò l cứ local nên dân miền ấy nhưng bản bây giờ thấy l cứ local và c cứ connected rao dân miền ấy connected rao s cứ chia static bản nó khăn niên miền s cứ chia static chân dân khơi miền static mùi nó khăn cổ này chẳng bằng này thang network này cứ chia static rào ấy và hỏi o cứ tầm năng đối rip và rip nó cứ routing information protocol để nhầm bằng configure và nếu cứ bằng này thang remote network đã miền nó không routing table này cứ bằng một bị rip protocol chẳng về mình miền miền tại mùi đứng tế dynamic và vì miền đối chiếc đi cứ tâm năng ở EIGLP Routing Protocol vì miền O tâm năng ở OSPF Routing Protocol và chẳng nhưng miền hô hay ISIS OSPF có vì miền internal, external và miền chẳng sánh tiết còn đây dương nâng riêng detail tiết nó không nâng miền riêng bật tập tiết chân remote vi riêng vi learn vi discover tam vi static rồi dynamic vi default route cứ chia prepare route mới đã kết nối
specific net, network nào mùi đi hoặc không nói specific network nào mùi dạng mạch phụ thoa tha network đọc trực đọc nó cứ specific này nhưng cầm nói về bác rồi bác rồi sắp yên đơn dân school về trực lời đừng đi cái specific này chỉ tu away there ở miền vật là bị ở miền được nó routing thì bỏ bây giờ thầy chẳng và thậm chí bị ở miền được không routing thì bỏ dương ở ai school ở chẳng cứ dương trao configure default route nâng đồng bay ở vía route raw packet tăng lại nè để destination IP bảo vía ở miền được không routing nâng cứ ở vía chẳng tam default route nè ở vía chẳng tam default route bà chẳng default route có vía miền bây giờ phải về IP static default route rồi có dynamic default route đối kia đây và chính cái thứ cái default route ai phải cho đòi manually bằng cái thằng static đấy static rồi có về ai learn automatic change pi dynamic routing protocol là một phần rất là bằng và cũng phải lấy nó cứ ở đây tới giờ đang luyện detail của tao thiệt default route chỉ tu tới cứ slash row yang mạch cứ bạn nói tha vì ở miền specific network nào một thì chứ đâm bay cầm nát network đèn mình specific nên tao ở kia tao phải cho network prefix về chia slash row xem ra IPv6 và xem ra IPv4 cứ dùng para và zone này nên cứ slash zone này thế chẳng ở tại nên tao ở kia ai chấm năm vì thì sao muốn đi tiệt của bạn đấy và ở đây khởi ra thiên na đã miên son cho son được son nó cứ ai xem cơ bản thao việt chia default out chấn ca mơ ra thiên thì bỏ thằng đi bạn đây thầm bệnh và sân chỉ miên destination IP na để trong từ căn network cloud pi để miên ở trong này nè cloud pi để miên ở trong này chúng viên năng oi chạy theo tam plow mùi này nó khăng này cứ chạy tam serial interface mùi slash zone slash mùi slash zone rồi có những ai specify chỉ IP gateway rồi bỏ router năng gặp bạn đây nè cái này nó cứ miễn prepaid chứ những ai specify chỉ interface rồi có những ai specify chỉ IP rồi bỏ gateway chứ IP gateway nên trong network nó phía trên cứ kê nội dung hardware tha next hub router cứ bên đây tha router đã nó bắt đầu chứ giờ mà nó cứ chia router lệch muối chứ next hub router bỏ router lệch muối ai chia router lệch pí rồi cứ ai chia router lệch bảy và chứ router lệch muối phía trước cái router lệch bảy chứ router lệch bảy interface serial zone slash mùi slash zone nó cứ chia next hop next hop rồi bỏ router lệnh mùi dẫn next hop cứ xin nào tới mà router xoan cách mà next hop cứ bằng này thay xoan cách mà router nên nó không network cứ kia này dùm hào next hop nằm bà nên cứ tiết tố như mùi nâng static ra các forward packet decision số thay ra tới việc process vì thuật ca xâm ra chất trong ca forward packet dạng mạch một nơi dân ban dây dòng phí ca cầm nọt flow để trâu tấu flow na để lõ flow na để match và tập về việc cầm nọt flow ấy mụ nghe bỏ ra tờ và tập tiếp cứ việc thuật ca forward packet chân việc thuật ca forward packet bây giờ ca xâm ra chất ấy khá là nhưng ai mơ process bỏ vía process thì muối nó biết đại router từ tổ ban packet viên đang check mail destination IP address, nó viên đang check mail destination, ta destination nó khăng packet nó viên miền nó khăng routing table ở, nick cứ chia routing table, chẳng bớt sân chia miền ta muối mình bánh hà thế, phần tay bớt sân chia viên miền chân viên mạch chân, chẳng viên đang vô algorithm viên vô mechanism bay như ngay longest match viên đang chơi cloud năng lượng lỏng, chẳng với check mail nó bây giờ chạy tới khơi anh đã long cái hay viên đang chạy đám thua ca forward muốn nâng viết thua ca forward cứ viết trâu thua ca cái wake shop packet nâng sát mày complete nó bây giờ viết tự tua ban packet nâng cứ chia frame viên đang bỏ frame và nơi thà viết de encapsulate
nó phải là việc bọc header frame header header chính nhưng ở chúng ta đi encapsulate chứ nó phải là việc chạy mơ plow để trao tàu việc thuộc cả xâm ra chất trao bị chung tàu tam plow na từ căn destination na chứng viên năng thuộc cả wake chop packet năng sạch máy và wake chop packet năng rồi bàn việc bị chung từ căn destination device để việc chạy được năng routing table chúng ta phải là về chun đổi route, là về chun đổi destination năng vi ai chia divide để chụp đại đại chia môi năng router năng tool gần đó, rồi có phải là vi ai chia divide năng vi mình ai divide năng vi mình chụp đại đại tất cả network năng tạm đó thì vi ai nói sai chẳng, thằng cái là về chun từ đó vi miền pi bộ phép năng đấy, vi ai chun tất cả directly connected rồi có việc forward packet nâng từ căn device nào mua xây tiền chẳng bao giờ này dùng nghiệm mà mới được năng đại ở cái này nè u thoa thay router lấy mùi từ tua ban so nè PC zero PC zero này chẳng tệ to một căn PC lấy pin ở khang này chẳng dùng mở nó khang routing table này nó về lại về từ tua ban packet PC zero hay về chạy mở packet nâng cứ trả thay chẳng từ căn PC lấy pin bạn đã PC lấy pi, việc chạy nó không routing table, khởi thảo, làm bài từ căn PC lấy pi bán, cứ việc tạo chọn căn router lấy pi sẵn, này, anh cứ dùng ở chỗ thảo việc add directly connected, này, device để việc chọn, ví dụ destination để việc chọn tàu, anh cứ việc add directly connected chỉ mua năng router lấy mua năng tệ, thôi nhé, tặng ngọc này. Chúng bắt sân chơi via directly connected từ căn router lấy muối chúng via năng thu cao wake shop packet năng mà đón tiếp sao chơi máy rồi chun mà ơi next hop router vì mình chun mà đón PC direct chậm đón thì nó cả này nấy chúng via năng bình chun mà căn next hop router bảo vệ chúng via năng wake shop IP packet năng destination cứ chia destination mà address cứ chỉ IP là bao router destination miền pi là về là về chun mỗi destination mà address nó khăng layer 2 device mỗi tiết cứ nó khăng layer 3 destination cứ IP address là bao PC lấy pi cái này này router lấy mỗi về wake shop viên đang bấm pẹt IP destination một căn PC lấy pi re destination mà address cứ chia mạng ra bỏ router lệch pi và chẳng phải chun mọi router lệch pi dần được biết là router lệch pi từ tua ban frame nâng viên nâng bỏ frame nâng mới hơi khơi phần mềm nâng khả năng việc đặt thảo IP destination một căn PC lệch pi đi chẳng PC lệch pi nâng cứ vì directly connected và sao dương mơ tam diagram này nè mà rồi chạy pi cho đập vào muối và sao dương chạy mơ nâng khả năng routing table bởi vì và số so, IP rào chương trình khởi network nè mở rơi chất sắp bì và network mở rơi chất sắp bì nè network mở rơi chất sắp bì nè viết cứ chìa bập hết directly connected chẳng bà xanh chìa viết chìa bập hết directly connected và viết ấp trăm bạch bì chun bà to tòi router nạp xoay thế viết nâng thua cao wake shop viết nâng thua cao wake shop packet nâng rút bì chun tòi device nâng đòi tổ làm đó và nâng phụ directly connected chẳng bà xanh chia mình directly connected nhưng mà nâng router lệch mùi bình đó hay dùng số IP rào chẳng như mở đồng bài tập can destination IP mở rơi chất sắp bí chẳng với chạy mở rơi chất sắp bí chạy đọc vào mùi ní mình chia directly connected thế đồng bài tập đào device nâng cứ trao chọn cắt hộp mùi ní rồi gọi router mới này chắc là phải đặt router lấy mua về shop packet nâng viên nâng bấm pẹt viên nâng xua rô mà address bỏ router lấy pin này ta IP này miền mà address bấm màn từ bây giờ rô khơi anh tấu viên nâng phải chung được cán router lấy pin sẵn vì ai router là miền IP pi rồi buôn chạy mà rồi chạy đập bay này ô này chạy đập tham ô chạy đập lâu như vậy nhỉ router lấy bay này chạy đàm phao này thế và
nó cứ ca đây việc xâm lại chất nó router việc make decision by forwarding packet kinh chẳng chẳng về miền lệ khả nạ detail mỗi cứ việc bởi chung tới directly connected này mỗi tiết cứ việc bởi chung tới next hop mà này thà việc chia bởi phép remote chẳng mà next hop việc process hàng mạch bởi directly connected việc process hàng mạch bà thế nè mà chẳng tiện tông chỉ muốn nâng mục nghề là bỏ ra tới miền phí xâm khán cứ miền phần năng và miền phần năng phần tế nhưng mà chẳng chỉ tu tấu ra tới nộp về đây dân chụp link ưu thò thay chết đấy dân pra dân tình internet đã tạm thể chế đám chẳng dân mình tình bị ISP chẳng ISP nộp về đây dân tính kê đang đã ra tới dân mùi rứa có mình tha tại home user tại căn ISP thì IP ISP tại căn ISP và chẳng router để chụp bị cầm hôn mùi tại căn cầm hôn mùi nữa phía chẳng cứ chia point to point ghi nên chẳng bập hết ai chia point to point rứa có point to multi point phần tế bởi thân chia xâm rạp point to point rứa có end to end packet forwarding router với thuê mạch và chẳng cứ tha cũng nó có trâu chấm bỏ nữa rồi bỏ packet forwarding function cứ encapsulate packet chẳng muốn nâng về ai bởi chung tàu bán cứ về tàu encapsulate encapsulate nâng cứ bà này thà về workshop packet nâng khu nâng khăn tầm rộng nà mùi để xóm sọp tàu tàm tàu tàm technology vì mình khóc bởi dương ở trong bởi chung ạc xa rồi trong bởi chung này bán bì xìm rẹp tàu càng phân hông bình đề chẳng dương mình ai cụ thói dương trong bởi chung pleasure cái mạc lộ dương mình ai vô pleasure nâng và chập bốn trăm play rồi vô tàu cầm hôn đợi chun họ nên nhầm trong chun play chơi nên nhầm trong chun cột nên trăm play tàu bình chứng nhưng còn ai thua chân ban thì chứng nhưng bao giờ nhầm trong chun đâu kế nhưng tàu thì mày vô play chơi nên trọ thòng mà đấy trọ thòng rứa có đạ kè đạ lăng ở chợ đầm mà vô scoot room vía bật vía chật stage mua xe ở chợ đầm nó cứ dân encapsulate và mình khóc nè đây chẳng muốn nâng router ai forward packet bị mua từ căn mua bán cứ withdraw encapsulate nãy withdraw encapsulate packet nâng hỏi xăm sọp từ tam bộ phết rồi hỏi xăm sọp từ tam technology để dương pra đâm bay bị chun để dương pra đâm bay chụp ổ cò nâng từ căn ổ cò mua xe tiệt chẳng tệ tông chỉ mua nâng cáp chụp ổ cò vì ai point to point và rưỡi có point to mile thì point ấy chỉ đó. Chẳng nói năng network diagram này, nhìn khởi interface thamay, để cho mình muốn nhầm ở đây bàn bà hai thế. Cho mình muốn nhầm ra xe cross rưỡi có straight through thơm ra mà thế. Và tại năng năng này cứ nhìn khởi xe đôi phần hệ đồ. Nâng cứ nhìn ở chỗ thang serial. Chỉ tư tớ serial cable nhìn ra chỉ lệ khả nạ point to point. Nó. Chẳng point to point cứ bằng này thả mạch bởi xanh như khả năng chia router mà kháng thức cứ trâu tại chia router ở đây nơi chật lo router pi ní miền switch rồi có miền ơi nơi chật lo nâng bàn đề nâng cứ mình hào thả point to point đề chẳng chia tư tấu serial cable cứ dân pra chia lệ khả năng point to point bằng này thả router lệch mũi chụp tụi căn router lệch bày nâng để pra point to point cứ bằng này thả admin away mua nâu cơ đào admin switch mà admin switch nó chật lọt nâng ấy chẳng đề nè thì từ tới point to point cứ chẳng hiểu lắm point to point cứ chẳng admin switch nâng cơ đào đi copy away đầy dân mơ khơi bị router 1 chụp một căn PC 1 PC 0 này nâng cứ miền switch nâng cơ đào chẳng dân này hả biết thả point to point bàn đề liệt hạn này chẳng xâm rạp serial cable cứ chỉ từ đó cứ dùng plan để bắt chụp device pi chỉ lệch point to point. Hay serial cable cứ via encapsulate, nè, via prapra protocol làm bài encapsulate muối bạc lớn để cái ở một thà HDLC, nè, HDLC high level HLD HDLC rồi, và một biệt thà high level data link control protocol. Chẳng, ní cứ chia point to point encapsulation protocol để cái prapra đòi serial cable.
not a serial cable. Chang yung ai chạy mơ nâng 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 ចេះគេអ៊ីនកាប់ស្លេសសិនបោះសេរីអ៊ីនធ្វើគឺ point to point ដល់ point to point HDLC ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចាំគឺ serial cable វាប្រើប្រូតូកល HDLC ដើម្បី encapsulate data ពីជូនពីរ៉ាវទៅមួយទៅកាន់រ៉ាវទៅមួយតែផ្សេងឆាក់សាក់សាក់ឥឡូវគេបិទសុនស្លាសុនស្លាសុនស្លាប្រូតូកល Sumbrap gigabit Ethernet. Chang mean protocol chan sing did. Then upgone in one more prior. Chang, you're waiting to chan, serial interface, point point point, then a packet forwarding mechanism, the clung router, mean by a pace and can, not by a pace and can, young clock orient and copy switch, switch via took out forward. Frame đại pra pra mechanism bảo vệ và same same kia rồi mà hãy phần tên là cái cứ ban này thà vị thi xa được cái mechanism được làm bay forward packet bị ra từ một cái cái ra từ một cái đó chẳng cứ thì mỗi và thì bây cứ fast switching thì bây cứ Cisco Express forwarding được cái CEF là ta feature mỗi mỗi mechanism mỗi mỗi bảo vệ nâng về miền lệ khả nạ pisah hay là mình pisah yang baik lah jadi yang demer tiktok yang mới nâng process nâng process switching ba mechanism nâng kư vi vi chah ba vi chah chah chori ấy ba vi miên chi mới nâng Cisco device the bone ba ba sắp ngay kư tra ban ghi chất tục thai chi all all mechanism ấy chân feature ba vi yang baik chân yang mới nâng router nâng router nâng pê đèl đại biệt tổ tụ ban IP packet vì source cho được năng interface nào muối vì năng chặt đâm chạy mơ lại và chặt đâm chạy mơ packet ta packet năng chặn được căn tì tàng na chặn được căn destination na cho một pin interface na chẳng được biệt tổ ban cứ vì năng được căn control plan control plan chẳng được năng device đang ó cứ miền control plan hay năng data plan control plan cứ vì chuyện này control từ lơ routing table nó việc cho nên control từ lời cái chạy chạy CPU resource và xem xét chẳng chấm po process switching router algorithm ở cái mechanism này tôi phải đặt về tổ tuột ban packet mới mới về nâng bước chu đội control plan chấp đam cực nó prepare CPU làm bài search roamer roamer source roamer destination nâng thay chạy theo tam plau nào chẳng tôi phải đặt khởi về nâng bước chu tới tôi can destination được cái chun chain tam interface nào mới như chẳng thằng và nó phải là miền packet bắt đầu cứ về năng process đôi khi này chẳng nè về năng chun được control plan chấp đam kệ này chấp đam chạy roamer search roamer thở tới destination mới ná rồi nó phải có những chun chain tôi bay thằng ngày cày ấy tôi bay thằng ngày cày packet đại về chọn tàu nâng destination đại về chọn tàu nâng cứ chỉ IP tại đây cả đó ấy có về nó tại tao su control plan có biết nó tại bị chun tao control plan chỉ nè process và chỉ nè cực rồi bán bị tranh từ tam interface nào mùi chẳng process bảo biết cứ việc thua là hột nè process switching cứ việc thua là hột tụ bay thay muốn thừa su hỏi thay trong tất cả destination mùi nè ngày coi miền device nào mùi xây tiệt trong tất cả destination mùi nâng tại đại tiệt có biết nó tại process sao lang vinh đấy nè, chứ anh cứ lệ khả năng process switch, và chứ anh mơ tới cái thà
all packet forwarding mechanism ba nu pel da packet modal interface vie nang thua ka forward control plane vie nang forward packet nang thua oy control plane da control plane chap dam chap dam kerania chap dam match destination na roamer search roamer na cpu kit tha ta trau to kan destination na mien ip ba man chang cpu chap dam search roamer no khnong nang hai no khnong routing table ba no khnong routing table hai kamnat destination da vie chang chaing ta nang tha trau to tam interface mo na dambei forward packet pandae vie a mien vie a mien ka chang cham te chang ke tha mai router គឺ វា ធ្វើ កិច្ច ការ នឹង គ្រប់ packet ទាំងអស់ ណា គ្រប់ packet ទាំងអស់ ទោះបីជា destination នឹង តដែល តដែល ក៏ ដោយ ក៏ វា នៅ តែ process អញ្ចឹង រហូត អា នឹង គឺ ប្រៀប ដូច ជា គុណ វិបត្តិ របស់ វា អញ្ចឹង បាទ វា អត់ ចេះ ចង់ ចាំ ទេ ប្រាប់ ថា អញ្ចឹង ហើយ ថ្ងៃ ក្រោយ សួរ អញ្ចឹង ទៀត គិត ម្ដង ទៀត អោ ប្រាប់ អញ្ចឹង ម្ដង ហើយ ថ្ងៃ ក្រោយ សួរ ថា អា នឹង មិន តដែល តដែល អញ្ចឹង អា នឹង គឺ mechanism របស់ process switching. Yes, fast switching. Fast switching វា old ដែរ ណា mechanism ហ្នឹងគឺ វា old បន្តិច ហើយ ដែរ ប៉ុន្តែ វា នៅ តែ មាន នៅ លើ ឧបករណ៍ Cisco មួយ ចំនួន បាទ អញ្ចឹង fast ហ្នឹង គឺ fast switching ហ្នឹង គឺ ដបង កាល នេះ ដបង គឺ វា បញ្ជូន ទៅ ឲ្យ control plane ជា អ្នក គិត ជា អ្នក ស្វែង រក មែន ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ដែល វាស្វែង រក ម្ដង ហើយ control plane គឺ វា store នៅ ក្នុង តារាង មួយ តារាង មួយ ដែល គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា FIP ណា គឺ FIP information routing base អី ហ្នឹង គឺ វា store នៅ ក្នុង ហ្នឹង អញ្ចឹង វា store នៅ ក្នុង data plane ករណី ដែល ថ្ងៃ ក្រោយ មាន packet ណា មួយ ដែល មាន destination ចង់ ទៅ កាន់ destination ដដែល អញ្ចឹង វា មិន ចាប់ វា មិន ចាំ បាច់ បញ្ជូន ទៅ ឲ្យ control plane ជា អ្នក គណនា ទៀត ទេ ណា វា មាន កន្លែង មួយ សម្រាប់ store ព័ត៌មាន ចាស់ ចាស់ ហ្នឹង ទុក ដើម្បី ឲ្យ វា អាច បញ្ជូន packet ហ្នឹង លឿន នៅ ពេល ក្រោយ ទៀត ដោយ មិន ចាំ បាច់ ទៅ គណនា ពី control plane ណា ដោយ មិន ចាំ បាច់ ប្រើ ប្រាស់ CPU តដែល តដែល ទេ អញ្ចឹង វា មាន កន្លែង សម្រាប់ រក្សា ទុក ករណី ដែល មាន destination តដែល ដែរ ប៉ុន្តែ បើ ចំពោះ destination ដែល ថ្មី គឺ វា នៅ តែ បញ្ជូន ទៅ ឲ្យ control plane តដែល ណា វា នៅ តែ បញ្ជូន ទៅ ឲ្យ control plane អញ្ចឹង ថា fast fast switching នឹង គឺ ប្រើប្រាស់ fast switching cache អញ្ចឹង បើ ន័យ ថា វា មាន memory របស់ វា សម្រាប់ cache ទុក ណា សម្រាប់ cache ទុក ព័ត៌មាន ដែល វា បាន process ពី មុន មក អញ្ចឹង វា cache ទុក គឺ វា cache ទុក គឺ នៅ ក្នុង routing table ហ្នឹង ឯង ណា វា cache ព័ត៌មាន ទុក នៅ ក្នុង routing table អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល packet នឹង modal interface វា ចាប់ ផ្ដើម បញ្ជូន ទៅ ឲ្យ control plane ករណី ដែល ថ្មី ដែល អត់ ទាន់ មាន ពី មុន មក បាទ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល វា បញ្ជូន ទៅ ឲ្យ control plane គិត row ឃើញ ហើយ វា ចាប់ ផ្ដើម cache ព័ត៌មាន នឹង ទុក ណា ថ្ងៃ ក្រោយ នៅ ពេល ដែល មាន ព័ត៌មាន នឹង មក ដដែល ដដែល ទៀត អញ្ចឹង វា មិន ចាំ បាច់ បញ្ជូន ទៅ ឲ្យ control plane ទេ វា នឹង ទៅ check មើល ពី cache routing ដែល វា store ទុក នឹង រួច បញ្ជូន ទៅ ឲ្យ destination នឹង តែ ម្ដង បាទ នឹង គឺ វា លឿន ជាង មុន ណា វា លឿន ជាង មុន ត្រង់ ថា វា អាច store ទុក បាន ថ្ងៃ ក្រោយ វា ទៅ check មក ពី កន្លែង ដែល វា store ហ្នឹង ហើយ វា អាច reuse ណា វា អាច ប្រើ ប្រាស់ ព័ត៌មាន ហ្នឹង សារ ឡើង វិញ ឬ ក៏ ម្ដង ទៀត ដោយ មិន ចាំ បាច់ ប្រើ ប្រាស់ CPU ដើម្បី ស្វែង រក destination ហ្នឹង តដែល តដែល តើ ណា អញ្ចឹង ភាព ខុស គ្នា របស់ វា រវាង fast switching ហើយ នឹង process switching បាទ អញ្ចឹង mechanism ដែល កាន់តែ ទំនើប ផ្សេង ទៀត របស់ Cisco គឺ CF ណា Cisco Express Forwarding អញ្ចឹង Cisco express forwarding នឹងគឺគេហៅថា modern mechanism របស់ packet forwarding នៅក្នុង Cisco device ជាងគឺវា build ណាវាបង្កើត forwarding information base ណាវាបង្កើតតារាងណា database នេះមួយសម្រាប់ store ទុករាល់ព័ត៌មានដែលវា forward នឹងបាទសម្រាប់ store ទុកព័ត៌មានដែលវាបានprocess រួចវា start ទុក process រួចវា start ទុកអញ្ចឹងវាមានតារាងនឹងសម្រាប់រក្សាទុកណាគេឲ្យឈ្មោះថា FIP ណាត្រូវចាំណាគឺ FIP forwarding information base អញ្ចឹងពពុះ CEF ហ្នឹងគឺវា build ណាវាបង្កើតតារាងហ្នឹងហើយ
hai vi adjacent table. Adjacent table nó cứ bằng đây thầm mấy ba vi tự tuột bằng phần mềm update pi device xem xét cứ vi thuộc cả adjacent vi adjust nó vi kê thầm rau table nó automatic ba vi kê thầm rau automatic chẳng kì thà vi mình mềm chia packet trigger thế back to win fast switching nó cứ vi chia bộ packet trigger cứ trigger yang mạch cứ việc tạm đàn từ lời packet và tại xâm ra bằng CF nên cứ kia ở chung việc thả chìa chèn trích chờ chẳng đồn nó bởi là miền ở bởi miền là phát đồ nó khẳng nâng cứ việc thua cả update việc thua cả chèn chèn destination việc chèn rồi mơ plow nạp xế đầm bay bởi chung forward packet nâng tàu 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 căn gateway được gọi next hope nạp mùi xế thiệt chúng cái ở trong một thái chèn trích chờ chúng bạn đây thầm mấy lúc bữa đã miên away mui plug đổ được cái chèn trong network topology viên đang thua cả update nên là flip được cái forwarding information behind này viên đang thua cả update chế như mới lúc bữa đã convert network converge lúc bữa đã network converge tiếp theo những đường thang cái converge tiếp theo converge là trong này cứ bên đây thay viên đường đọc đồ phù hợp miền routing table là không này rồi viên router mỗi mỗi từ vinh từ màu nó việc convert bên đây thay mấy u thoa thay router lệch mỗi viên miền phù hợp miền network bảo vệ bên này nè router lệch bảy viên miền phù hợp miền network bảo vệ bên này router lệch pi viên miền phù hợp miền network bảo vệ bên này nó phải là việc convert chứ cứ viên đường đọc đồ phù hợp miền đặt on ấy từ ở kia từ vinh từ màu nó đọc đồ phù hợp miền từ ở kia từ vinh từ màu nó dùng ở trong thằng convert chứ nó phải là việc convert hay role phần mềm đó bao router này mỗi này mỗi cứ một trào mềm crop router tầng ở nè mềm crop router tầng ở nó phải là việc converge bên đây thay máy bờ router lại mỗi mềm phần mềm network một cái cao pi chế router lại bảy hay là router lại pi có trào mềm phần mềm network nâng đôi khi này nó cứ dùng dùng ở trong thằng converge và converge chế nó phải là network converge rồi fit nè được cái forwarding information based table này cứ viên đang thua cả adjacency table nè viên cứ viên thua cả update viên đang thua cả cái tầm rồi miễn đôi khi đang ở nè phần miễn đang ở nè cứ all information that router would have to consider nhà đại router đang ở nè trào miễn đầm bay thua cả tầm rồi chết nó phải đặc biệt chẳng forward packet mà đòn và nó cứ liên lạc với xe là bằng Cisco Express forwarding và chẳng viên lượn chẳng là phần là miền ấy phạm đồ cứ viên nâng thua cả update ở kia tư vinh tầm mộ nâng phần là miền ấy phạm đồ viên nâng update ở kia tư vinh tầm mộ chẳng chết đánh như thua thả ra tơ lệch mùi nâng phần là network chụp một căn nâng phần là ra tơ này xe bảo viên đập chụp một căn network một rơi cao sắp này đạch nâng phần là viện đạch nâng phần là viện đạch bọt chẳng ra tơ lệch mùi viên nâng chạp đám update phần mềm thảo network này đại hay nè network này đại hay mình là ai tôi cần network này tam plau nam mua xem tiệt ban được không chẳng viên đang share role phần mềm để về update nữa để về plug đồ nữa tôi neighbor bảo vệ rất là tôi adjacency table bảo vệ chẳng router xem xét viên đang thua cả update này mà không ra thêm table bảo vệ ra thảo network mở cả sắp đại dạy bởi vì rô plow xanh tàu ở rối vì nâng lọc bởi mình nâng chanh bì thay bò bởi vì nâng vì nâng lọc chanh bì thay bò bởi vì nâng cứ lệ khả nạc bỏ phép được forwarding information base và tớ nế ok bỏ khả nế nhầm như lần sau ấy bạn đã sao mà đập nhật tí tiện đòi mong break ta mình xâm nô ớt lấy nâng hay dân bạn sang xa buồn nè ok bạn mình xâm nô thế nhưng cho là basic router configuration basic router configuration mình copy switch basic configuration thế chứ dân mới topology nế chứ dân mình IP version 4, IP version 6 và router mới chụp được căn router pi chụp một căn router mới xanh tiết khi upgrade thay vị chia
router ISP rồi cơm hôn internet bạn router mùi mùi cư viên miền P network xanh kia nè chứng ai thua bán ấy bởi nâng design hay configure IP ở đây thằng off cho lực lượng nâng chứng tiệ tông cho mùi basic router configuration bà dương miền đôi chìa kia assign hostname đặt password mà đặt password và password miễn trang một phép ai chia privilege password console password được gọi line with device password ok configure banner mode bị chia pin message để dương trong alert trap của đó chuẩn là để trong khi dùng lock cho ông có bảo dương đồng bài đăng ngầm pi tổ toàn được gọi ca pin này ở xem xem và sân chia để nâng khi dùng lock cho đời mình miễn ca này nhà đây chỉ đám nữa trong dương trap trap banner banner mode và configure IP version 6 unicast chương trình configure dạng mạch configure IP version 4 là lợi interface nên mùi nâng dạng mạch và nâng cư dạng cho chúng ta basic configuration này nè chương basic configuration cư dương trò chân cư dương trò chạy chân mạch tương ổn nâng nè configure hostname đặt password configure IP address rẽ xa configuration nâng rẽ xa configuration nâng đòi thời ghi copy running config tôi can start up config chương complete tha role là quay để dương cầm bung tay tại thuê nó lời rao tờ nắng cứ viên nâng store nó không running config chay nè viên nâng store nó không running config bởi xanh dây dương ọt sale running config nâng chô được nâng NVRAM tế rồi có chô được nâng start up config nâng tế nó phê là device dương restart rồi có đạch plug rồi có reboot em xin xếch chứng ở rùa là quay để dân configure nó khả năng nâng cư viên nâng bắt ọ nè viên nâng bắt ọ chứng cư dân trò chờ sale khi dân ai copy running config tự can start up config nè copy running config tự can start up config chứng nhầm ủi từ hóa và install running config nè rùa bùa là miền đà viên cầm phung tài nó khả năng RAM bạn này thằng nó thằng ran nên config chẳng ran nên config cứ away with thằng đó cứ về store nó thằng ram hiện đang hay ram cứ nó về đây về đặt play rồi về reload rồi về reboot restart system bảo dưỡng về năng lập cho thằng đó chứ nằm bay để xa tốt nè copy ran nên config thì tôi đã nâng nâng start up config và rồi có các bạn là bạn sẽ được với là mình có những cách thực hiện chắc chắn là chúng ta đã biết bắn từ giờ configure basic nâng hãy nâng hãy tôi sẽ verify mới thả ta với những configure nâng chưa được gọt trăm tao được gọt chẳng đẹp ra comments đồng bây mơ bộ miền IP rồi bỏ interface mùi mùi nâng thả vì app được gọt đón rồi có viên miền IP nạc là để assign nhưng ai pra command là show IP interface brief nó show IP interface brief một cái mẫu hàng trên IP đang configure là router lấy bốn ấy I show IP interface brief sẵn kẹp bạn này thay viên bài hành sẵn kẹp ông phí interface nên mùi chứ nhưng khi mình sẵn kẹp mấy bà chỉ có biết xôn miền IP bằng này cho nhưng mình state thơ vào viên app và line protocol về app đối kia nè status cứ layer 2 line protocol và line protocol cứ layer 2 status cứ layer 1 nè status cứ layer 1 bên này là cái tên tôi physical device ai tên tôi cho mình là xe và sau này về app đó ấy nè ai tên tôi cho mình là xe được cái gì sạc đòn interface nó được cái xe nó khối được cái interface nó khối và protocol cứ layer 2 dân đơn hai dân sạc down interface protocol nâng vì have to play full to play ấy được khó khăn nha chân vì on ai app bán cho dân ai verify mình lên nâng và serial interface dân miền IP bằng này serial interface xôn slash mua dân miền IP bằng này nâng dân brief bởi sao dân ạ brief thế nâng dân sau IP interface chân vì nâng behind detail interface này mùi thì mỗi cái việc hành chỉ gặp biệt trong phần miền detail tiệt nhé
mean IP, mean broadcast MTU by directly connected to the art. Nâng cư, bác sân dưỡng art brief. Bà vì detail interface mùi mùi rô tư là off. Bà, chân nâng cư dưỡng IP rô thầm nâng. Bà dưỡng show running config đầm bay mơ role configuration để dưỡng bàn thuê nâng lưỡng tâm bên ạc là show và running config. Và cho nhầm bàn là cái nhầm bàn bắt đầu host name tôi chỉ ra từ one và nhầm bàn thuê tiết nhầm bàn assign IP và tôi interface chỉ cái bit zone slash zone slash zone nâng nhầm bàn assign IP tôi interface serial zone mùi zone và nhầm bàn assign IP tôi serial interface zone mùi mùi và nhầm bàn tiết và show interface và nhầm bàn hành ấy show interface cứ viên nâng detail bị interface này mùi mùi show IP interface cả đôi khi này đấy bằng tay việc lập IP. Chứ giờ mơ pin này việc khó khăn nhờ mấy. Nói đi khó khăn nhờ mấy. Show interface. Bà, show interface. Chính chỉ cái bit detail rồi mà. Miền encapsulation rồi. Miền IP đây. Miền A đây. Phần thế. Mà sẽ show IP interface. Bà. Chính vì đang sẵn khép. Còn vì show interface nâng mệnh tịch. Nói vì miền IP đây. Nhìn khơi. Phần thế tôi chờ miền encapsulation. Và đây là mình encapsulation, đây là mình ấy thế. Nên cứ dùng show IP hay interface. Show IP route, và đâm bay mơ routing table. Và show IP route, đôi nhầm bàn demo ở cái này dân khơi. Và vừa dân khơi một nâng, nên cứ show IP route. Chẳng nó khả năng, nó bây giờ dân khai tới trên network engineer. Và dân pra command nâng xương đàn mặt ngay mà pay đỏ, mà rồi đỏ. Chịp xe nó bây giờ set up table. Và chúng ta bây giờ nét vô dương ở đời dương nâng mơ routing table là ngài mà mơ panty là ngài nó bây giờ nét vô dương ở đời nó bây giờ nét vô dương ở đầm nơi cả ta nó khăn routing table là vì miền point được cái network nâng ở hết ấy bàn việc tiện tôn khi nhật bản và chúng cứ xung khăn bình tên á comment mỗi lần á chúng ta sẽ pra vì ở bàn nhược nhược và ping dương tầng hai cứ dương pra đầm bấy tè connection vì device mỗi tầng can device mỗi tiết hạ ta vì là reachable được gọi on, nên vì ai tiện tôn khi bạn được gọi on. Chẳng ping xâm rạp version 4, chẳng ping IP version 6 cứ như ping V6, nè, ping V6. Và chẳng dừng ai pra command show nâng đòi filter vô tài parameter nà rư gọi chẳng đôi nà mùi đồng bây gồm ôi vì bà hành chẳng đôi dừng show running. Nên này đọc như show running khơi như bà hành role configuration tầng off nè role configuration tầng off nó không router bởi dương tới khác dương ở trong mơ tra để dương trong mơ tại chấm đôi nát để dương trong mơ để dương trong mơ là phần này nè chứ u thoa thay nhầm trong mơ tại phần miền tiện tôn chúng mơ nâng router rip này nè được routing protocol này chứ dương ai bộ nè ai bộ chúng mơ nâng được filter chúng mơ nâng command mà chúng nguồn tiết đôi miền nó không này nè chứng nên cứ dùng ở chúng ta Pi nên cứ dùng bàn liên nó khả năng liên được cả đôi khi này và đôi khi nên nó khả năng liên được tập bớt ở Cisco nên có chia liên được đấy nè chẳng para Pi nên đôi khi này nó đầm bay thôi cả filter các bạn làm môi nó khả năng system nè chẳng nó bây giờ dùng filter để tạo cái này ai para parameter này đầm bay filter dùng trong filter vô ấy kì thì muốn bớt dùng filter hay dùng bớt sao dùng pi hay dùng chụp năng section viên năng thả máy và display là entire section để start chỉ mua năng filtering expression bao nhiêu chứ viên năng display entire section chứ u thoa là nhâm trang mưa tại section network chứ nhâm ai thử máy và số running config hay nhâm pi vía vô section chứ network sao mới nó network chứ như khởi vì nâng filter dốc section na để miên biệt thành network và network khởi nhất này network chứ nâng cứ dùng filter command nè để dùng para thải rồi còn nhâm trong ở việc display để cái na để miên biệt interface nè cho nhâm show running config hay nhâm pi section interface chứ này nâng trong running config cho dùng miên interface và interface chỉ cái bit và interface gigabit và interface gigabit và interface serial chẳng vì nâng display entire section này nè section interface chẳng
chẳng về display entire à bây giờ miền trong sẽ sẵn nâng cứ về nâng nâng display dương mở nâng về nâng display dương mở thằng à nâng men display tại PS interface tại mới quật nâng đây bà chẳng grab grab đi parameter nâng nên ở khi ai vô parameter include bà include dạng mạnh include cái thay this nè include all output line that match nè đại việt khúc cổ nè đại việt tiếng tốt chỉ muốn nâng expression bao nhiêu nâng nên là những expression nâng ta cho những sản mới nè so nè running con vay tiết có thể nhóm include include vô parameter nè đại đại dạng mạnh cho những include vô parameter g i cái chương trình khởi nhé chương viên nâng display ở nhóm tại interface nè parameter đã miễn pịa gi rút cái mà đây thầy mấy ở tại miễn pịa gi và phát tập biến nâng dạng mấy có dạng tờ nâng dưỡng ở thả asterisk rồi có star nâng nè nhạc cái nè cứ chấm nua ở any value from zero nè chương viên chấm nua ở character thằng ạ chương nhóm include tại nhưng trong mơ tại interface nó để miễn pịa gi nâng nâng đẹp nó thì có nhóm trong include tại tại parameter thôi là số là nâng hình phết nhóm thái include và include shutdown cho được parameter shutdown cho dịch hơi ní chẳng viên nâng phải dân tại pịa shutdown nâng đấy cho exclude và tôi bị include include mà dùng include all output line để match cho mình expression đặc biệt exclude và chứ dùng đọa chạy nhà với để về match nè đọa chạy nhà với để về match hay viên display away để grab về match tặng chân nhầm dạ so running config hay nhầm pi nhầm exclude exclude sạc đòn vì mà đòn chứ dùng bàn mạch chẳng viên nâng display phần miền xem xét phần tay lực lên tay tay bia sắt đòn nung chảnh lực lên tay bia sắt đòn như thế lực lên tay bia sắt đòn chương việc cắt và thoi phần miền để việc display nơi screen này dừng mở khởi và begin begin như vô bia begin hay và display all output line nè from a certain point nè và chương việc nằm behind rule output từng line này để việc chấp đoan bị chấm đoạn nam mua để dùng bàn bình chế là năng expression nè năng expression chế nhà mưa là năng lấy ưu thoa tha nhóm trong bài hai rule phần miền để chấp đam đòi để đào tờ cho để đào tờ nè và để đào tờ cho như mã số running config nhóm phái và begin begin là cái đào tờ và begin là cái đào tờ chế như khơi cái lấy để chấp đam đòi đào tờ nè chương trình khơi này chạm đâm vào router thì miền router rip chương sẽ xem là xem là chrome router nó cứ viên display dương bản viên display dương chương việc chạm đâm bị chậm lại này nó cho một chrome thom đá nó bây giờ dương fragment show running config chương khơi nhé chương khơi nhờ nó bị chrome bị router nó bị chrome sẽ xem đấy cứ dương miền dùng miền IP class slash IP route dùng IP flow line console the whole model end. Bất tay nó phải để dùng begin, để dùng begin pi chấm đoạn nam với, chẳng vía nâng chập đam pi chấm đoạn nâng ngày mỏ, một hồ từ đó trong bị chập, chẳng u thoa thay nhầm trong begin cái line login, chẳng vía nâng hai chập pi login thì model end, nè, chập pi cái line login thì model end, chẳng men ở, nè, so running config Pi begin và viết thả log login. Tờ như khởi ấy. Và tờ pi login cứ miền tại end này. Và miền tại end này. Và chẳng rưu con này đọc nghĩa ai. Và ưu thoa thà. Và thà nhầm trong ngồi về chạp đàm pi viết thả line. Chẳng bà ta dính filter về chạp pi line mó. Chẳng việc qua tờ pi hành pi line ý. Rốt mà đó end. Mà đâm nè. Nên là mà đâm nè. Và chế nhìn sản số running config pi begin line chế nhìn khởi nhé chạp bị line console sau đó đi model end và nâng cứ như ai pra comment nâng router nâng đầm bấy filter
ta mà vừa để dùng trong bán thì ai đỏ chanh như được dùng ai trong include là nè mua được dùng trong hai vị trí session được begin bị chậm đợi nè mua tầng ok tầng này thằng ngọc này nữa bờ miền sầm nữa thế dương dương trệt nãy dương ai trệt bàn tầng miền này là kêu và complex và anh vượt nữa giờ bây để những bài này giờ tôi anh vượt riêng filter và basic configuration và nội trong session này nhằm nâng đại cái cao ở thôi này chẳng lần này ở miền lực lên thế nhóm nhằm nâng chạy mơ ai si chấm rỡ là thà nền na chấm long bên nền na ở thà nhằm rồi khơi thà nền na ở kia chấm long nền na chấm long bên nền na nhằm nâng cắt tầng ngọc này nâng này nhé nhằm nâng cắt tầng ngọc này và ครูบ่บ่ให้ខ្ញុំឡងឯងលោកគ្រូក្រានប្រាប់គ្នាទៅមិនថាមិនឯងលោកគ្រូបាទបាទប្រាប់អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែឡងមកខ្ញុំឃើញគ្នាយើងបាទមិនចំឡងមិនបើឈ្មោះមកតាមឈ្មោះគេតាតាតាមកសំណុំហ្នឹងហ្នឹងហើយអីទេណាយើងប្រាប់យើងវាសាខ្ញុំឲ្យដាក់ឈ្មោះខ្ញុំសិនលោកគ្រូហ្នឹងហើយកុំឲ្យខ្ញុំឆែកដឹងថាហ្វាយហ្នឹងបង្កើតដោយអ្នកណា đã nhầm mình với thi sai chạy ta bởi vì nhầm chọn chạy nè và cắt trên bị công tơ nè chmua user chmua ấy nên nè owner thế nè ta chẳng à nâng này chẳng à cho mình ấy nhầm nâng rất bật thắng hạt bên ấy thì dàng chán ở riêng song bởi nâng này nè đúng không phải rồi cho mình trong cái lực đấy hả cử อ่าเรียนได้ทําไปจังក្រោយนี้យើងត្រូវរត់ប៉តាំងឲ្យចេះចេះតែលើកលែងយើងចេះតែលើកលែងយើងឃើញដែរនៅខ្លះអាយធីតើអត់ចេះដាក់ផងយើងដោយសារតែលើកលែងហ្នឹងហើយយើងចង់ឲ្យគ្នាយើងចេះទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាមិនមែនគ្រាន់តែឲ្យចង់តែមកជប់មកជប់ទេចេះរៀនឲ្យលើកជួយលើកមុខមាត់គ្រូខ្លះផងមកយើងសួរថា
the next device, right? So if you know Cisco RNS, R stands for router and S stands for switches. So we have completed the basics of switching in the previous videos. And now we are starting to go into the other device, which is a router. And this series will now start moving into the routing topics. In this particular video, we will not be talking about Cisco routers, but we would be looking at the concept of routing, right? So without wasting much time, let's get straight into today's class. Right, so three things. We will look at a review, where review we will look at what we already know, and we will try to fit the router into the knowledge that we already have. So we understand how a router and a switch fits together. So we will have an understanding. So that would be what review would do. And then we will then look at what routing itself is. So we will understand what routing means and how routing works. And then we will look at the types of routing there is in this world, right? So we'll get into review like we said. So this is a topology we had earlier looked at in one of our switching videos, right? So we will look at the data flow. We will look at how data flows through the network, and we will go back to doing a three-way handshake, right? The first packet or the first frame that is sent for a TCP three-way handshake is a sync message, yeah, if you remember. So let's look at how a sync message is sent from this computer, that is 10.1.1.10, this PC, trying to create a three-way handshake with this server, right? Let's assume they want to do an FTP connection, right? So this IP address of this device is 30.1.1.10, right? So this device knows that it wants to send a port 21 connection, right? So it creates a random port, a random source port, if you remember. If you don't know what we're talking about, I would recommend you go back to our previous videos, go through these ports, right? What ports are, right? So it creates a random source port. It creates a destination port because it knows it wants to connect to port 21, right? And then it looks at the next information that it puts there is layer 3 information. So it puts the IP address that is 10.1.1.10. That's the source IP address. Then it puts the destination IP address. That's 30.1.1.10, right? Now this data does not change, right? This data does not change until it reaches the end, right? So until it reaches this device, this data does not change at all. What changes is the MAC address information or the layer 2 information like we discussed earlier, right? That's because switches can only look at layer 2 information. Like layer 2 information is the MAC address. The routers are the only device, or rather in this scenario, router is the only device that can look at layer 3 information. Of course, the computers can look at layer 3 information, right? So looking at the switch and router, switch can only look at layer 2 information. Routers can look at layer 3 information, right? So let's assume this switch does not, it knows its own MAC address, obviously. So it knows that its source MAC address is whatever, 111, right? And it wants to know what's the MAC address of this device. So the computer computes. It looks source IP address and destination IP address, and it realizes immediately, right? If you know how to look at subnetting and if you know how to look at networks, 10.1.1.10, and we're assuming it's /24, these both are from different networks. So the minute it realizes, the computer realizes that it is not from its own network, it's from a different network, right? Where does it send the data? Right, quite naturally, it has to send that data to the gateway IP address. Now, the most common question I keep getting on these YouTube comments is how or who decides what the gateway IP address is. Firstly, as a network administrator, when you design the network, you give IP address to each of those devices. And now you give an IP address to the device, the router, whichever is the gateway device, you give an IP address. And that could be anything. It could be 10.1.1.117, for instance, right? That's a gateway IP address. So it's up to you. You can give any valid IP address in the range in your subnet, right? Now,
as a general practice, it is either the first IP address or the last IP address, but there's no hard and fast rule which says it has to be a certain IP address. It could be any IP address in that valid range, right? So in this case, the administrator has set 10.1.1.1 as the gateway IP address. That is this router's F0/0 interface is given this IP address 10.1.1.1. And in this computer, when you configured that computer, you went to, let's say, for instance, you gave a static IP address on this computer. You gave an IP address, you gave a subnet mask of 255.255.255.0. And the next information, which asks for a default gateway, you would have put in this information saying 10.1.1.1. For instance, and let's assume that's the case if it is a static IP address. Now, if it was not through a static IP address, you say your computer had DHCP, the DHCP actually will put that information, right? So it'll automatically put that information. So somehow, whether it's static IP address configuration or dynamic DHCP configuration, this computer would be configured with a gateway IP address. That gateway IP address is there for this very scenario. When it realizes the communication that it is trying to achieve is with a client or a host on a different network, it has to send that packet or data to the gateway, right? So in this case, the gateway is 10.1.1.1. So this device knows that it has to send the packet or this frame to 10.1.1.1. But then this is the local network transfer, right? So whatever transmission that happens on the local network, there the IP address has absolutely no significance. It's only about MAC address. So this computer, right, let's assume that it has not communicated with this device, at least now. The device has just come on, so it has never before communicated with that device. So it has to send an ARP message to ask for the MAC address. So it will send an ARP. What does the ARP contain? It contains the IP address. So it says, hey, who is 10.1.1.1? Please give me your MAC address. Now, since it's a broadcast message, the switch sends out that ARP onto all the ports, right? So all of those devices, including this router, receives that ARP. This device says, I'm not 10.1.1.1, right? It drops it. This device also says, I'm not 10.1.1.1. It drops it. This device, the router, receives that and says, yes, I am 10.1.1.1. And it puts his MAC address, right? This port's MAC address. Right, each port has a different MAC address. So this router puts the MAC address of this port, F0/0, sends it out in the ARP reply. The ARP reply goes back to this device. Now this device knows the MAC address. So it puts that MAC address as the destination MAC address, and it sends that frame, right, before it puts it on the frame, it also puts an FCS or CRC, the cyclic redundancy check. What a cyclic redundancy check means? It's an error checking mechanism where it takes the entire thing, right? It puts the entire thing onto an algorithm. It creates a value, right? Puts that value at the end, right? And it sends the frame goes through the wire, right? And it reaches this device. Now, when that device receives, it takes that FCS value or CRC value. It does the same algorithm what was done by the sending device and checks if that algorithm results the CRC value. If it does, the data is not corrupt. If it does not, the data is corrupt. Now, what is data corruption? Because data is nothing but zeros and ones, right? And zeros and the way computers work is they when there is current or when it's on state, the computer, the receiving device says, okay, I've got a one. When there's no current, when they put it off, it's a zero. So it's zeros and ones. Any leakage of current on a physical medium like your Ethernet, right? I'm not saying this is common, but it can happen. You know, if there is a hub, for instance, it corrupts data very, very often. So if there's a corruption where there is a leakage, so ones become zero, zeros become one, right? Even one bit changes, that data is corrupt. And FCS or the CRC will not match. And this device has to resend that frame again, right? So once that happens, this device gets this and it looks at the MAC address, right? It looks at the MAC address. It says it strips that. It says, okay, now layer three, let's look at the layer three information. When it looks at the layer three information, it realizes this particular frame has to go to 30.1.1.1.
1.1.10. Right, this is where it gets interesting. Previously, when we did this, we said this device, the router, somehow knows where to send this device. That's because I didn't, because we were talking about switches, I was not really interested to talk about routing. So that's why I said what I said then. Now let's see how it knows what it knows. How does it know? Like, for instance, in this case, I have added, let me just put a, take the pen, right. So I've had added a couple of more links, right? So it has four ports in this, right? F0/0, F0/1, 0/2, and 0/3. Now, how does this device know that the network 30.1.1.0/24, right, this particular network, how does it know that it has to send the data through this port? Right? It could have very well gone here or here, right? So what happens is routers work with something called as the routing table, right? So routing table is a table that every router has. So it immediately when it has to do a routing decision where to send a particular frame, it looks at its routing table. Whenever any port is connected, like for instance, in this case, F0/0 is connected or configured with the IP address 10.1.1.1. That means it is connected to the 10.1.1.0/24 network, right? Similarly, the F0/1 is configured with the IP address 20.1.1.0/24, right? Because it's configured with 1.1.1. So that means F0/0 is part of the 20.1.1.0/24 network. So these two networks, the 10.1.1.0 and 20.1.1.0 network, this device definitely has to know because it is directly connected to it, right? So this information and this information is default. Now, how does it know about, let's assume 40 and 50. So let's assume F0/2 is connected to 40 and F0/3 is connected to 50. And 30 dot network is connected through to this device. So this device again has a routing table of its own, which says 30 dot is connected to my interface here. And let's assume this is 0/1. And let's assume this is 0/0, right? So this device says my 0/0 is connected to 20 dot network and my 0/1 is connected to 30 dot network, right? It knows nothing else. And this device by default knows nothing else. It knows only these two information. And if it's connected to 03 and 02 is connected to 40 and 50, let's say it knows these two information, but it doesn't know anything about. Hello, so today I'm going to be here. I'm going Hello, khán giả. Ta, vừa một thợ nạy giờ các khán
Hello, bon bon. No bin nào. Ta dương. Ba lực rồi. Ba. Ma với nhau lực rồi. Ba ba. Này dương đã sam sập nhẹ phần nắng ấy. Bảy thân nã nè. Bảy thân nã mình cua nè sam sập nhẹ phần nắng. Ok, ta. Tên bàn bịa cái đá slide không? Tại lệnh này hả? Srot srot thế, đặc biệt chưa miền ấy chỉ dừng dây ra này. Ta chẳng à, section thì buồn ấy, thì tôi mới muốn nâng IP routing table. Ta bất dương bàn đi dây MP routing table muốn đi. Xong ta, oh, ta hỏi nè. Chúng ta hỏi chẳng là khả năng ở miền ấy chẳng thế. Chẳng, nó khả năng routing table. In a but chân ngang routing the ball chân viên miên poor miên bay xem khan này but thì mỗi cứ directly connected static route dynamic route còn tại nó khả năng là viên muốn dùng cho pin này đặt nó khả năng remote network hay viên miên default route mua nó khăn crom but chân nó khả năng routing the ball cứ viên content này list này poor miên route sẵn khăn nâng bà chẳng à lý mùi mùi nhằm bàn bây giờ đã được chìa chừng nó bây giờ khơi nó bây giờ show IP rao nhưng ai khơi miền flag bảo vía để tầm nang bảo vía được chìa sò L là sò C sò S và tầm nang sẽ ghi mùi mùi nâng là L local address và local address cứ xâm rạp xâm cơ là address để là sign lời interface nâng bà chỉ từ đó cứ việc chụp một chiếc mồi nâng connected directly connected address để dùng assign lên lời interface nâng mồi nâng đài trong một số những khởi sau S cứ bằng chiếc thà viết cứ chia vào của static route và sau những khởi sau S cứ static route sau những flag mình là sau O cứ OSPF routing protocol và sau những khởi cái nâng cứ bằng chiếc thà default route và default route chế copy ưu tư hóa nâng dùng khởi chỉ khởi miền sky vậy này sky go ip route và chỉ khởi sky chẳng s bên này static sky cứ default route chẳng pin này phải chỗ kia phải chạy thay viết cứ chỉ default static route và default static route chẳng cả bên nó chẳng miền lơ về với đặc biệt bằng phần hai được chỉ or rip và ospf tăng đợi o sau đi tầm năng đợi EGP và IA OSPS interior và miễn tràn chẳng cứ ở quay đại dương nâng chuộc và chỉ nhược nhược nào mà điện tập tiện chẳng là routing principle là routing table principle ta miễn đại khai tiện tông như mình là routing table principle này chẳng là bây giờ nói sầm khăn nó không routing principle lúc như đấy cứ đôi tay chân ba nè hai một lần một hai và chân cái thà crop router tầng o việc thôi ca sầm ra chất alone nè alone tem này anh thì chân router này mũi nè routing table router one nó phải là việc trong một chun packet vì na tới na cứ việc make decision nè việc make decision by clone việc nè mình miền nè na một cái chia việc thì nên là nó cứ xin đào từ lời mình men ra từ three rồi co mình men ra từ two chia nhẹ từ cho room make decision bảo vệ thì chẳng phải trong bút từ căn ra từ nè phải trong bút từ căn destination nè phải trong bút chạy từ tam interface nào mới chẳng ra từ này mới này mới ra từ mới nó cứ vi make decision riêng riêng luôn nè bả vi make decision riêng riêng luôn bả nó cứ principle thì mới nó không ra tiền thì bỏ cô ca thì mua nó không ra tiền thì bỏ chẳng kê bị chạy thả mạch nè ra tờ mua nè ra tờ one nè ai forward packet nè ai forward packet đã pra own ra tiền thì bỏ chẳng vì thua ca forward packet đời dông từ lời ở với đầm miên nó không ra tiền thì bỏ bỏ vì nên mình men vì forward đời dông từ lời ở với đầm miên nó không ra tiền thì bỏ ra tờ nè đã tới thế nè được ra tờ thì pi thế bà nâng cứ kia chồng dần dần thì thá router thì mới
does not know na mình đừng mình scroll tha rao na khla na đã miên nó trong routing table របស់ អ្នក đợt tới tê ba chăng role pel da vi thua ka samrat chat trong ka forward packet ni muoy ni muoy គឺ vi thua ka samrat chat doi khluon ai na own decision hat pe pon chmuoy nang router phsei tê hay vi ko mình đừng tha router phsei nung miên poramien đôi kia ta nâng rao rao tờ mùi khôn ai nâng đài bà cô ca thì mùi cô ca thì bí thà bồ đồ miên nâng rao tinh thịt bò rồi bỏ rao tờ mùi that's not necessary much cứ viên mình chăm bạch trao tệ tệ đôi rồi có tiền tốt chứ mùi nâng rao tinh thịt bò rồi bỏ nẹ đào tệ tệ bà chăm bạch này thầm mạch rao tinh thịt bò bồ đồ miên nâng rao tinh thịt bò mùi mùi cứ mình men chăm bạch trao tệ đôi buồn men ra thiên thì bò nữa đã tệ tệ xem xem tệ chứ nhưng sao mưa nó không ra tờ thì muối thật mấy chứ nó không ra thiên nó không ra tờ thì muối và dương miền o nè rip miền network đặc biệt đáp rip miền network mới chết và dương miền connected được directly connected network mới cao pi và dương miền rip mà pi rồi pram chẳng phân tế bà sân dây dương tùm mơ nè lơ router lệch bay tại ra thiên thịt bò bà viết cứ vì necessary chăm bách trao tại đôi khi nè tờ nâng router lệch mùi đại được ọt tờ chế nhưng xa compare khi nè ní hả bây đại miên nâng router lệch bay mà router lệch bay ní router lệch mùi ní router lệch bay chân dương mới chúng phần mềm là bao rau thiên niệm muối niệm là divide muối muối cứ ở men ai khác trao tại đôi khi này tăng ở nút đây này chuẩn cá rau thiên khác bắt phần mềm là bao rau thiên là muối pi rau tờ xì này pi rau tờ đa tì chẳng việc ở trong bạch trao tại miền đôi khi này thì nên cứ cô ca tì pi này cô ca tì bảy cứ rau thiên information phần mềm là bao rau thiên những âm pi path này âm pi flow ông bị hộp nơi về trao tàu, nè, does not provide return information, routing information. Bạn này thầm mày, bạn này thầm mày, chẳng phù hợp với routing, nè, routing information là trong router này mùi này mùi, viên mình men, chạm bạch, thả tàu phao ná, trao tàu một bên phao nâng tì, nè, cái này nâng cái chân này dễ chẳng, nè, cái này nâng cái chân này dễ chẳng, nhầm highlight này tí xin, ta, chẳng u thọ thả router 1 đảm bảo bị chun packet từ căn network từ căn network 172 này ưu thọ thả pe để về tàu về tàu chọn cắt pi router 1 một căn router 2 chẳng mày đấy và nâng pe để tàu phần té pe để tận lọc màu vĩnh vì mình chạm bạch router thả họ chạy về router 2 cho một router 1 đang đầm đong đấy đấy được ha router thì bò nó cứ việc bị chia thả họ đem bay từ căn router thì pi đấy nè nhầm như nơi router thì pi đấy nè từ khi router thì pi nó khi router thì bò viết đáp thả về để chỗ về router vẫn chỗ một căn router thử còn tại về để tàu vĩnh ai tranh về router thứ một căn router sri đi sẵn nè ai tranh về router thứ một căn router sri rồi bán về router sri một căn router one và chẳng cái này nó cứ chẳng như vậy chẳng phát để về tàu cứ vì mình chăm bạch rư vì mình necessary trao tệ tập lọc màu vinh ở đội kia thì nè lấy những cái trang như vậy nè routing information about path nè does not provide return routing information chứ trang như vậy chẳng và hết rồi nè làm sao chứng phần mềm là trong routing table và phần mềm là trong routing table để nhằm tên đề bàn bánh dưới nâng xoay nhớ bà lầm bét đi theo một bì chùm nội mùi này mùi thông đá nó không ra thịt bó nó phê đầy dưới sâu đấu viên miên tùm rộng mà bật tật chạy mà nè bà mà bật tật này chẳng như trao đi clear chứ bà ta chấm đợi mùi nó kia hạt thầy bà lên mùi này
Rồi bây giờ dân khơi sọ C, dân khơi sọ L, và sọ O, rồi sọ S. Và nâng cứ bằng chiếc bà hành, nó indicate thả vì cứ rào sọ. Và chiếc thả tờ rào nâng, vì có pháp chiếc đại lực. Và vì cứ vì nó, để vì lên đời đại lực, nâng lời trọng, nâng lời trọng, OSPF protocol, rồi có EIGRP protocol. Và nâng cứ cứ tiếp tục như một đường rào source. Và chúng ta tìm ý, như một đường không điểm đó, và nó cứ rào source. Và tâm một tiết, như khơi nhà address, như khơi nhà address, và IP, IP slash, slash prefix, rồi có subnet mạng về bằng mạng, slash mà phải buôn, slash sản sắp, slash mà phải bán, rồi có IP version, slash dọa buôn, slash ơi chẳng. Và nó cái hào thái, cái hào thái gì? Nó cứ destination network prefix. Và cái này nó cứ phần mềm remote network destination network. Nó chứ không ra tới về về như thế này. Đâm bay tới căn network đến IP phần này. Đọc chạy đọc chạy đọc chạy đọc sang một đuôn. Nó cứ destination network. Và ở chỗ bán á, vui mùi. Thì mỗi cái rào source và destination network bộ chúng mình prefix bảo vệ. Lệch bay. Nhưng khơi nó không sẽ nhạc nghiệp này. Cứ miền lệch hay miền nhà slash rồi lệch rồi bạn bật nghiệp và lệch tuông kháng mục slash nó được gọi lệch bay này cứ in kia này dùng ví AD được gọi admin distance và AD được gọi admin distance chế dân khởi nó khởi này chúng vô rết cứ miền AD được gọi admin distance bảo viết tầm lại bảo viết mà nâng ba mười một phẩy rồi connected around directly connected và dương mưa ở khởi thà về miền tầm lại AD bao màn thế còn thế dương directly connected một chẳng nó phải là routing để chơi được cloud để ó và sân chia một phải routing protocol xây viên mưa từ lâu tầm lại AD nữa ngay và tầm lại AD nữa ngay chứ tầm lại AD nâng căn tại tiếp viên nâng priority căn tại của đấy tầm lại AD căn tại tiếp priority viên căn tại của thời gian lại nâng chứ administrative distance và tầm lại này identify xem coi được trustworthiness phép chịu chịu được cái other phép và trustworthiness cho bao rau source đấy lower value tầm lại căn tại tối căn tại tiếp phải chịu thá prefer và prefer ឧទាហរណ៍ថាមានរាវ2ណាមានរាវ2ទៅកាន់ destination តែមួយដូចគ្នាណាមានរាវ2 so ip out បើសិនជាមានរាវ2ដែល point ទៅកាន់ destination ដូចគ្នាអញ្ចឹង router វានឹង make decision ទៅលើ admin នេះដែរណា admin administrative distance ដែរបើសិនជាមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះ 10.10.10 ខាងក្រោមនេះក៏ 10.10 ដូចគ្នាដែរណាបើសិនជាដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមើលទៅលើ AD ហ្នឹងហើយតើ AD ហ្នឹងមួយណាតូចជាងគេអញ្ចឹងបើសិនជាមួយនេះ120បើសិនជាខាងក្រោមនេះឧទាហរណ៍ថា110អញ្ចឹងវានឹងជ្រើសរើសយក110ហ្នឹងគឺជា cloud ដែលត្រូវទៅឬក៏ prefer ណា preferable raw source ណាឬក៏អតិភិបត្រូវចែងទៅតាម cloud ណាដែលមានតម្លៃ AD ហ្នឹងតូចជាងគេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីតម្លៃ administrative distance នេះគឺយើងឃើញតម្លៃមួយទៀតតែតម្លៃនេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថា matrix បាទ matrix បាទ matrix ទៀតហើយ matrix ក៏ជាផ្នែកមួយនៅក្នុង routing table ដែលគេប្រើដើម្បីសម្គាល់ trustworthiness ដូចគ្នាដែរណា trustworthiness ដូចគ្នាដែរភាពជឿជាក់អំពីគុណភាព link ឬក៏ flow ដែលត្រូវទៅនៅដែល router ត្រូវជ្រើសរើសដើម្បី forward packet ទៅបាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺ identify បាទសម្គាល់ទៅលើតម្លៃដែល assign ទៅឲ្យto reach ដើម្បីទៅដល់ប្រើគេ remote network អញ្ចឹងទៅកាន់ remote network អញ្ចឹងតម្លៃដែលប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ពីការទៅដល់ remote network បើសិនជាតម្លៃនឹងកាន់តែតិចក៏វាកាន់តែល្អដូចគ្នាដែរណាចំពោះ matrix នេះប៉ុន្តែសុខថានៅពេលណាដែល
đại ra team protocol nó vi mơ tới lên admin bên nào đại vi mơ tới lên matrix ba bên nào đại vi tới lên mơ tới lên matrix ba ấn chăng vi miên lệ khả vi miên lệ khả năng của vi đại vi trâu mơ chăm tí khăn prơ bài bot ni yu ấy chăng administrative distance cứ dùng prơ kê prơ đâm bay vơ vơ tuông ở tập hết routing protocol sênh khnê yang mai ឧទាហរណ៍តាមមួយប្រើប្រាស់ RIP មួយទៀតប្រើប្រាស់ OSPF មួយទៀតប្រើប្រាស់ EIGRP អញ្ចឹងនៅពេលដែល routing protocol ផ្សេងគ្នាគឺវាមើលទៅលើadministrative distance ហ្នឹងហើយបាទវាមើលទៅលើ administrative distance ចាំតិចចាំតិចខ្ញុំបើក whiteboard តិចអូខេ create new បាទចឹងឧទាហរណ៍ថាមានរ៉ាវមួយ destination ណា destination ទៅកាន់ IP .....24បាទនេះ destination ដែលរ៉ាវទទួលបាន packet ប៉ុន្តែនៅពេលដែល check មើលនៅក្នុងrouting table មួយបាទគេប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ថា rip ណា ......24ប៉ុន្តែ AD របស់វា120ណាស្លាស់50បាទនេះព័ត៌មានរ៉ាវសោះទី1ដែលរ៉ាវសោះទី2រ៉ាវសោះទី2ឧទាហរណ៍ថាសោះ D បាទ destination វា 10.10 ដូចគ្នាដែរស្លាស់24ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែ AD របស់វាគឺឧទាហរណ៍ថា90ណាស្លាស់ប៉ុណ្្នឹងឯងទៅបាទអញ្ចឹងមានរ៉ាវមួយទៀតណាឧទាហរណ៍ថា OSPF destination វាដូចគ្នាណាដូចគ្នាបេះបាត់ប៉ុន្តែ AD របស់វា110ស្លាស់បាទអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងករណីនេះណាករណីនេះសួរថាតើ router វានឹង pick up មួយណាណា pick up ផ្លូវមួយណាដែលត្រូវទៅនេះគឺ RIPតែមកទៀតគឺពួក EIGRP បាទនេះ routing protocol EIGRP បាទនេះ OSPF បាទនេះគឺនៅក្នុង routing table ណាវាមើលទៅឃើញអញ្ចឹងបាទទៅកាន់ destination IP 10.10.10.024ដូចគ្នា router ឆែកមកទៅបាទរ៉ៅខាងលើនេះ10.10 ដូចគ្នាដែរបាទ EIGRP 10.10 ដូចគ្នាដែរស្លាស់24ដូចគ្នាទៀតណា OSPF 10.10 ដូចគ្នាដែរស្លាស់24ដូចគ្នាទៀតបាទ destination ស្មើគ្នា prefix ឬក៏ subnet mask ស្មើគ្នាអញ្ចឹង router សួរថាតើវាមើលទៅលើអីគេបាទបើសិនជាករណីអញ្ចឹងវាមើលទៅលើអីគេអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺបើសិនជា routing protocol ផ្សេងគ្នាណែនេះគឺផ្សេងគ្នាហើយគឺផ្សេងគ្នាហើយមួយ RIP មួយ IRP មួយ OSPF destination ណា destination នេះក៏ដូចគ្នាបើសិនជាមានមួយណាដែលមាន prefix ខ្ពស់ជាងគេវានឹងថាដល់គ្នាទៀតអញ្ចឹង routing protocol router គឺវានឹងមើលទៅលើតម្លៃ AD ហ្នឹងហើយណាតម្លៃ AD ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមទ្រឹស្ដីមិញគេថាតម្លៃ AD ណាដែលទាបជាងគេវានឹង preferable វានឹងជ្រើសរើសផ្លូវនឹងដែលគេថាវាជា best path ណា best path អញ្ចឹងខ្ញុំនាំទាំង3ណាតើមួយណាដែលទាបជាងគេ120 190 110អញ្ចឹងវាច្បាស់ជាយកផ្លូវនេះហើយណាបាទវាច្បាស់ជារើសយក EIGRP នេះហើយជាផ្លូវដែលត្រូវទៅណាទៅណាទាំងអស់គ្នាបាទរីឯ matrix matrix ក៏ជាតម្លៃមួយដែលគេប្រើដើម្បីជ្រើសរើសភាពជាជាឬក៏ទៅដល់destination ដូចគ្នាដែរទៅដល់ destination ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំ keep អានេះចោលមួយទៀត destination ចង់ទៅកាន់ 10.10 ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលរ៉ាវtoy check នៅក្នុង routing protocol ឃើញថាយ៉ាងម៉េចថាទៅហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់
EICRP dab slash mapay buôn đôi khi ba còn té nếu cứ cao sát slash một pi bảy buôn trăm một pi bảy buôn nhé thì muối nhôm cực tí s ba tp đây chuyện đá chúng ta nhân bậc tham mà đi tám ba nhân tham mà tiếp nên matrix của ta là p là p này nhé ba matrix có cái pra có chỉ đầm lại mua đại cái pra đầm bay chờ được phép chưa chịu được thế đấy đầm bay từ đó destination network muốn đi cứ cái này đã muốn đi cứ cái này đã routing protocol thế 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 này còn đây là đi cứ đôi thế này đằng à nè đằng à này cứ pra pra và EIGP protocol. Và chính IGRP protocol chỉ được đó cứ A bạc destination subnet mà đôi khi là A đôi khi là A đi mà ca sắp đôi khi này chẳng bắt đôi khi tiền được mơ chúng ta tốt tốt khi này nè mơ destination mơ subnet mà mơ ra mơ bộ phê routing protocol đi cả đôi khi này tiết này đôi khi này sẽ mơ tiết cứ viên mơ tới lớn matrix bản ta có chuyện kể bà cứ viên năng ATP được như này chẳng không chấm đoan đến bài này mỗi matrix mỗi pi bài buồn mỗi pi bài buồn trắng chẳng mỗi pi bài buồn bài chẳng mỗi này là tôi chỉnh thế bà chẳng cứ mỗi này chẳng viên năng chơi sau mỗi này để trâu tàu bà nãy bài chơi ở chỗ bà chẳng admin display đến bài chơi tiếp tục mặc sau để trâu tàu bây giờ là thực hiện routing protocol xây như này riêng matrix cứ ra sản phẩm cũng nạp tiền chi tiết đầm bay tới đó destination được như thế đấy viết chấm po tại tập hết ra tiền protocol đôi như thế này nè đôi như thế này đôi nhầm bây giờ mình chẳng anh ấy cứ EIGRP là mua đấy nè EIGRP anh ấy cứ viết mới tới lời matrix và sau này ra tiền protocol xem như thế này và viết mới tới lời admin distance ba admin distance next hook ba như thế next hook tức là gateway nè tầm lại này cứ identify IP address របស់ router បន្ទាប់ណា router បន្ទាប់ ដែល router នឹង ត្រូវ forward packet ចេញ ទៅតាម flow មួយ នេះ ណា គឺ ចេញ ទៅតាម flow មួយ នេះ បាទ អញ្ចឹង យើង មើល បាទ អញ្ចឹង next hop ឧទាហរណ៍ router លេខ 1 បើសិនជា ចង់ មក កាន់ destination 172 បើសិនជា វា ត្រូវ ចេញ មក ឆ្លង កាត់ ណា បើសិនជា វា ត្រូវ ឆ្លង កាត់ router លេខ 2 អញ្ចឹង IP address របស់ router លេខ 2 នេះ គឺ ជា next hop nên lịch hop address của bảo router lịch mùi hay bảo router lịch mùi cái này bà chẳng bao giờ dừng khơi với đặt thả vì đặt chơi zone chơi bay chơi tí chẳng bao giờ thả này cứ chỉ IP address gateway được gọi lịch hop address bao giờ này chỉ IP address của bảo router để việc chụp tàu khí nhiên đấy để việc gọi lịch chụp nhiều chẳng dừng mưa được không đấy là tin thì bảo được không router lịch mùi and show IP route. Chứ như thế, bởi xong thì chẳng được căn network nè, mở lối chất tập tí bởi xong thì chẳng được căn network mở lối chất tập tí nghe prap thả mạch cứ trao nếch số bà trai bảo vệ cứ mở lối pi rồi bấy chạch mở lối chạch đập tí chạch tí nè, chạch tí chẳng ta IP đến nơi nào nè mở lối pi rồi bấy chạch mở lối chạch đập tí chạch tí này nơi nào chẳng bởi xong thì chạch mở nó không ra tới lệch tỷ như thế nên nó không ra tới lệch tỷ như là số IP rào số IP rào như thế nhỉ nên IP pi rồi bảy chạy mà rồi chạy đập pi chạy pi thế này chứ IP rồi bảo next hop address nó cứ chỉ IP rồi bảo ra tới lệch tỷ IP rồi bảo interface nè cứ serial zone mũi zone serial zone mũi zone nên serial zone mỗi zone cứ serial đã chụp một căn router lệnh mùi đường hải chẳng viên cứ chỉ bà serial zone mỗi zone bỏ router lệnh pi cứ chỉ next hop address nè next hop address
router lấy router lệnh 1 ba next hop address của router lệnh 1 tới này ba tới một tiết row timestamp ni tập này lấy ta ra nó cứ vì active mà là rịa pe lần nào mà hay tập pe pe là vì active mà chứ có tập pe pe là vì thuộc cả adjacent chứ có convert mà vì app rịa pe tập này hay nữa timestamp mà vì nghe xem lại vậy cái này bật chìa rồi có identify đã identify how much time has passed since the route was learned. Tiếp exit interface. Đấy, exit interface. Vì sự điên năng next hope đấy. Phần tế là nít cứ pra interface. Đã pra interface. Nè. Hello. Hello. Ta miền xâm nuôi ớt này chứ. Miền đây chăng xưa mến. Lô, miền đây chăng xưa mến đây rất. Ta. Tê lục rù ở mình internet nhưng đang cho lục rù. Ba. Ta chăng exit interface. Né. Exit interface nâng cứ chùm nuôi ai next hop. Address đấy, mình chụp nội next hop address đấy. Cứ interface để về trâu chạy tranh tàu nữa, để trâu bổ sung được cái forward packet tranh tàu, nè, trâu forward packet tranh tàu. Cho nên mới được không này? Này router lệnh pì, mới không router lệnh mùi vậy. Router lệnh mùi, và cho nên mới router lệnh mùi, bớt xong thì trong tàu network mà rồi chết pì, và tam rồi diện next hop address này hết. Nên next hop address cứ chỉ address bằng router để router lệnh mùi nó chụp tàu. Chẳng trò chanh tàu can IP này hãy. Phần tế router lệnh mùi khuôn ai nó cứ trâu chạy chanh tam dựa interface mùi này. Serial zone mùi zone đôi khi này đây. Chẳng serial zone mùi zone nó cứ serial interface bằng router lệnh mùi này nó interface để biết trâu chạy chanh tàu. Nó tàu sao cho bạn á. Chẳng nó lơ router lệnh mùi. Nó phải là biết chẳng tiện tông một căn network mà rồi chạy sắp tí. Vì vậy, tao chạy trên tam interface serial zone mùi zone mà đấy. Serial zone mùi zone hãy cứ chia exit interface. Nó exit interface. Rì à, next hop address cứ IP address. Đã dừng assign lên router lệch pi này. Nó bên chạy cho bà. Mới anh cứ exit interface. Nên next hop address cứ lên router lệch pi. Bà. Chân next hop address cứ chia interface để chạy trên pi opacol bò dừng. Nấy. Đồng bây tư căn destination bật tổ. Ok. Tớ nế. Bạn chẳng vì miền flag tâm năng đòi là xóa xí dân bạn đừng hãy role interface để dân role IP để dân configure để dân add cho tâm năng interface nằm mũi cứ vì nằm bằng các bạn để chia directly connected để dân khơi nhờ ra xóa hồ viên là tâm năng phí cầu viên nên là sau đây là ហើយបាទ static route គឺជាប្រភេទ
routing mùi để chi tu tớ cứ admin rồi cả sysadmin rồi cả administrator cứ chỉ nhận bằng cho chỉ nhận cầm nặng manually mà chỉ nhận cầm nặng manually để phải xong như để thôi này và tới giờ là tên detail tạo ra configure thành đoạn này như thế là scroll và chứ cái thằng nó tập tập đi directly connected interface to configure hay add cho tập năng routing the ball static rồi cả dynamic rồi và ai đi implement và xong chỉ riêng option add IP vào cho interface thế riêng là for static rồi cả dynamic rồi bạn thì nhé chúng ta trao chẳng chẳng chế độ làm liên IP này là interface này mỗi một lần sẵn bạn đi add for routing bạn nhé bạn đi add for static rồi cả dynamic rồi routing bạn và chế dynamic routing can be implemented và processing remote network static route to manually configure và manually configure và they define an explicit path between two network device chẳng cứ riêng theo cầm nắp path chắc luôn nè rồi riêng network P lúc ra thì riêng bởi chẳng thuê static route lúc ra thì riêng đơn path để chắc luôn nè thật tớ trao chênh tam trọ mùi ná tớ trao phát ra next hop address mùi ná nâng tớ tại riêng đơn tầng ổn nâng chắc luôn bạn riêng ai thuê static route bạn nè tớ chẳng chính riêng theo là define explicitly nè explicit chắc luôn riêng path bỏ so hay nâng tớ destination hay là mấy tiền nè static route cứ not automatic update nó quên là miền network topology phát đồ chính chấp bố ở đây riêng configure chỉ static route nè nó quên là network nào mới đạch như cả bà flow nào mới đạch chân vì ở bên trạp riêng automatic thế vì ở bên bóng vè tuyết đào nó cần flow nào mới xây tiếp đời xoay của vật thế nè cứ miền tài riêng trên nè admin nó trên nè reconfigure về sạch mày một mình nè trên nè configure reconfigure về sạch mày một mình nâng chấm bút static hay static ra miền bay nè bay primary use và trở bằng cái bay primary use và thì mới cứ the bay provide easy operating the ball maintain in smaller network và chỉ tiêu tới cứ riêng prapra static ra nó khăng network đại miền trong hôm tối miền p bay network và nâng cứ riêng ai prapra static ra bạn và tiếp theo cứ trở bằng cái prapra single default ra và single default ra cứ mình này thằng mạnh và chọn tranh tôi hàng cá cứ mẹ tại mùi để nó cứ riêng ở chúng ta single default ra và single default ra và riêng mới chẳng ưu hoa thả thả mi ra tờ bao giờ và riêng miền switch never bao giờ riêng ai thuê VLAN nè miền buôn đập VLAN ấy cả đời đấy nè còn thế về tranh sau hàng cá và riêng miền tây mà plau thì để trao chạy từ riêng miền tây mà plau thì và riêng miền tây mà chờ riêng miền tây mà phạt dẫn chỉ từ đó cứ riêng prapra static đào single phạt to any network dẫn từ bài từ căn network sẽ cứ miền tây plau muối chứ riêng ai prapra static đào bạn này nè static đào nè single default đào static hay default tiệt và dẫn default đào nè default ra cứ trở bằng những prapra đảm bảo send traffic to any destination na to any destination chỉ từ đó network đi những prapra rồi ngay na network đi những prapra rồi ngay cứ kê miền set default ra ở những automatic mình mình automatic vấn đề đại khái cứ trở set default ra để sao ấy bạn dùng ai access any website nơi lên internet bạn và dùng scroll đi nên dùng scroll thằng website nâng miền IP của man destination IP của man trao chain tam plau na dùng hoạt động thì chứng network admin mình ai từng quy add static rao môi tổ group network từng hoạt bàn thì chứng cứ chấm nua oi any destination để dùng hoạt động cứ dùng trao static rao nâng này default nè dùng trao default rao nâng này và default rao hả và chứng cả prapra thì bấy chỉ muốn nâng static rao cứ và xem ra rao đây cái ông chúng ta stub network, đấy stub network, và
STUB network គឺជាប្រភេទ network ដែល access by single router បាទ single router ហើយ router គឺ has only one neighbor បាទអញ្ចឹងវាស្តៀងទៅនឹង default router នឹងដែរអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងប្រើប្រាស់ static router ជាមួយនឹង STUB network បាទ STUB network គឺជាប្រភេទ network ដែលមានតែ single neighbor single neighbor គឺបណ្ដៃថាអញ្ចឹងគឺបានន័យថានេះ router network របស់យើងបាទ router network របស់យើងបាទនៅក្នុង network របស់យើងដែលមាន PC 1 2 3 4 5ចឹងទៅប៉ុន្តែ router របស់យើងនេះភ្ជាប់ទៅកាន់ single router ទេភ្ជាប់ទៅកាន់ single router ទៅបាទអាច router នេះគេអាចជា router របស់ក្រុមហ៊ុន ISP នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជា router តែមួយឬក៏ហៅ single neighbor អញ្ចឹងអានេះគេឲ្យថា STUB network ហ្នឹង STUB network បាទឲ្យឈ្មោះថា STUB network ណាតើណា STUB network បើសិនបើអញ្ចឹង router របស់យើងមាន neighbor តែមួយបានន័យថាមានអ្នកជិតខាងជាប់ទៅកាន់ neighbor តែមួយផ្សេងទៀតនឹងគឺ STUB network ហើយបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈអញ្ចឹង topology អញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើប្រាស់ static router បាទ static router អញ្ចឹង primary use 3សំខាន់ទី1គឺសម្រាប់ network តូចតូចទី2គឺសម្រាប់ default router ទី3គឺសម្រាប់ STUB network ដែលយើងតែប្រើ static router អញ្ចឹង static router ពេលយើង configure គឺយើងប្រើប្រាស់ command មួយនេះបាទនៅក្នុងមេរៀន static router បាទនិយាយតែ command មួយហ្នឹងគឺដូចចាប់ហ่ะបាទដូចចាប់ static router អញ្ចឹងយើងមើល topology នេះ router លេខ1វាភ្ជាប់ទៅកាន់ router លេខ2ចឹងហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ STUB network ហើយណាបើសិនតាមទ្រឹស្ដីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺវាគឺជា STUB network អញ្ចឹងវាមាន neighbor តែមួយទេអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់ configure static router នៅលើ router លេខ1នេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែប្រើ command IP router បាទ IP router រួចយើងចង់គោលដៅរបស់យើងគឺចង់តាក់ទងមកកាន់ network មួយនេះ 10.0.4.0/24 បាទអញ្ចឹង IP router destination networkdestination network subnet mask ណា subnet mask របស់ destination network ទៅមកទៀតបាទនេះគឺ admin យើងដាក់ក៏បានយើងមិនដាក់ក៏បានរួចបាទ next hop address គឺបានន័យថាជា IP address ណារបស់ router លេខ2ដែលភ្ជាប់មកកាន់ router យើងនេះដែលភ្ជាប់មកកាន់ router យើងនេះវា IP ប៉ុន្មាន 10.0.3.2 10.0.3.2 នេះប៉ុណ្ណឹងគឺចប់បាទចប់ configure static router សម្រាប់ IP version 4បើសិនជាសម្រាប់ IP version 6យើងគាត់ដល់ដូរពី IP ទៅទេយើងមកដាក់ IPv6 ចឹងមកបាទតើមើល router ធម្មតាបាទ destination network បូកជាមួយនឹង prefix អីទៅបាទរួចបាន next hop address បាទ next hop address ចឹង address របស់ IP neighbor របស់យើងនោះ IP ដែលមាននៅលើ neighbor របស់យើងបាទទៅនេះបាទអញ្ចឹងការ configure static router គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងចាំយកទៅអនុវត្តបើសិនជាយើង configure ជា dynamic router វិញបាទ dynamic router យើងបានដឹងហើយអញ្ចឹង dynamic router គឺជាប្រភេទ routing protocol ដែលវានឹងធ្វើការ update ព័ត៌មានពីអតិថិជនពី neighbor របស់វាដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលមាន network ណាមួយដាច់ឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងវានឹង update ទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកណាយើងឃើញវា update ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហ្នឹងគឺ dynamic router អញ្ចឹងវា automatic share information អំពី reachability ណាហើយ status of remote network អញ្ចឹងវាមានអីចែកគ្នាបាទ dynamic router គឺវាមានអីចែកគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា router លេខ1គឺមាន network នេះមាន network នេះអញ្ចឹងវាទៅត្រាប់ router អសុំទោស router លេខ2 router លេខ2គឺវាមាន network នេះបាទមាន network នេះអញ្ចឹងទៅពេលយើង configure វាជា dynamic router router លេខ2នេះវាទៅប្រាប់ router លេខ1ថាអូនេះខ្ញុំមាន network នេះនេះខ្ញុំមាន network នេះខ្ញុំមាន network នេះបាទ router លេខ1ដូចគ្នាដែរ router លេខ1គឺវាមាន network នេះបាទមាន network 10.0.1 មាន network 10.0.2 អញ្ចឹងវាទៅប្រាប់ router លេខ2នេះថាណែ router លេខ2ខ្ញុំមាន network នេះណាខ្ញុំមាន network នេះ
chẳng update phần mềm này vào nưng vô tàu đại nó không ra thiên thể bò bò này anh tàu nè chẳng bạn nó cứ cứ lệ cái nào bò dynamic nào cứ cứ như chẳng chẳng vì vì miền ấy việc tập khnía hay nó phải đây network nào mới đắt vừa hoàn network này đắt bớt chẳng ra tới lệ mới tập phải họ không dễ phải là mua để việc tham áo việc tụ tụ ban reachability chẳng việc tập từ ra tới lệ pi đây này à ra tới lệ pi nhầm đại network này hay nè nhầm đại network đập cho son để mua này hay nhầm là ai tiện tồn tam plan là ban đây nè anh đừng thì xa tao đào network mua nâng up nè bởi miền tây phong bởi sân chơi miền miền plan là tao đào thế update bởi miền network nâng 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 ra thiên thể ball bao nè anh đâu nè thằng network nâng cứ ở miền đây lập cho anh đâu nè bà chơi nâng cứ chẳng đại nam bây giờ đào rồi đấy ok à đi đi phô ráo dân đừng hãy chỉ từ tấu cứ dân prapra đi phô ráo nó pe đá dân ai specify network ban đấy nè dân ai specify thành network bộ màn đập chơi sôn mà rồi cái dân ai specify ban chứ chỉ từ tấu cứ dân tạo configure và đi phô ráo vậy chứ dân mà khơi router lại pi này nè cho một cái router bọc cầm hôn ISP và cho một cái router bọc cầm hôn ISP đại chỉ từ tấu router របស់ ក្រុម ហ៊ុន ISP គឺ គេ មាន network ច្រើន បាទ worldwide network បាទ worldwide network អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល នៅ ពេល ដែល router លេខ 2 ចង់ តាក់ទង ទៅ កាន់ any network ណា ដែល មិន មាន នៅ ក្នុង routing table នេះ ណា ដែល មិន មិន ជា network នេះ 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 បាទ បើសិន ជា ចង់ តាក់ទង ទៅ កាន់ network ដែល មិន មិន នៅ ក្នុង routing table នេះ chúng việt trao chạy từ tám, nè, router robot ISP, nó cứ cái này để trao configure default rào vậy, nè, default rào, chúng ta complete default rào thì ngay configure về chia static, rồi có dynamic default rào bạn được như đây, và, chúng đôi nó không đại cả này, chúng nhắm vào một cái thằng router thằng cái này cứ chia ISP router, chúng miền network mà rồi chặt pi, miền network đầm pel, network đầm bay, đầm buôn mà phải, thì thôi nhé. Chúng nó phải là miền nó phải là router lịch pi miền client nào mua request từ căn network từng ở này rồi gặp xem pi network để miền nó không này chẳng chúng ta point về tam địa default rào hỏi về một căn router robot ISP và hỏi về một căn router ISP nhịp structure របស់ IP version for routing table នឹងមានឯទេបើយើងនិយាយទៅវាតាដែលទេអញ្ចឹងវាមាន directly connected វាមាន link local វាមាន remote route ដែលយើងរៀនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញតេតងជាមួយនឹង /32តេតងជាមួយនឹង local route បាទ IP address យើងគឺ complex គឺវាមាន class A class B class C អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងdefault របស់វាធម្មតា class C គឺ /24 បើសិនជា /A គឺ /8 អញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺ default របស់វាអញ្ចឹង structure របស់វាវាថាយ៉ាងម៉េចណា earn indent earn intent intent in indented ណា indented ណា entry is known as char row អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ terminology ថ្មីបាទវាមាន char row មាន parent row parent route នេះអត់មានទេអូនេះខាងក្រោម parent route បាទ child route child train បាទមានកូន route មានឪពុកម្ដាយ route បាទតើទាំងអស់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទតើធីងវាយ៉ាងម៉េចអូខេណាបាទអញ្ចឹង indented entry is known as child route អញ្ចឹង route ទាំងឡាយណាដែលវាជា indent វា indent យើងនៅក្នុង Microsoft Word យើងស្គាល់ហើយ indentation ណាហើយចុះបន្ទាត់យើងហៅថាចុះបន្ទាត់ចុះបន្ទាត់បាទនេះដើមបន្ទាត់បន្ទាត់បន្ទាត់នេះគឺចុះបន្ទាត់ចុះបន្ទាត់បាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺហៅថា child row child row បាទរីឯ parent row វិញបាទគឺ classful network address របស់ subnet នីមួយបាទគឺទៅគឺវា less indent
bà viết less indent. Nhưng còn bà bạn mơ thì dừng khơi nhé. The less indent đã miên miên cho một tớ nó cứ chia parent này. Bà parent chia từ tớ cứ việc đọc mà class full IP address. Và sân chia chia class C chẳng. Bà class C default với cứ slash mà phải buồn. Slash mà phải buồn nó cứ nhưng khơi viên đâu đam một tớ. Chẳng việc cứ chia parent rào. Bà parent rào. Rồi cho một tớ đất thân nó crom mà parent ấy. Cứ như ở trong một tháng child, nít parent, nít parent, bà parent, nít child, bà child, nít parent để đây, parent để đây. Bà, nâng cứ structure vào đá thính thử bò version 4. Rồi version 6, bà recent 6, bà thật concept, bà classful addressing was never part of IPv6. Chính là năng IPv6. Bà, IPv6 cứ vì ở miền parent, vì ở miền child ấy đấy, nè, cứ vì straightforward IP version 6, nè, đào thính structure nó năng IP version 6 cứ vì straightforward, nè, ở miền sub, ở miền child, ở miền parent ấy đấy. Chẳng, every IPv6, nè, row entry is formatted as aligned the same way, nè, aligned the same way. Chẳng, format vì smart này admin sub admin child admin parent ấy thế ba chứ tiếp tục như một admin distance ba mình copy với đại nhân ban tự do nó không oh no này nó không này đây nè admin distance chỉ từ đó cứ ra thêm một cái bài protocol sync này, nè, protocol sync này, destination đôi khi này, chẳng để ta mở được tầm bài bỏ admin distance, tầm bài bỏ admin distance này, tầm bài nào để tôi chứng kế cứ việc chờ flow này, chẳng này cứ chia ta ครับมาจํานวนจําพวกได้ได้จังเป็นแทนโซนนะสรุปจํานวนสแตนโซนจังให้ได้บันยิงยิงเมื่ออดเคยในក្នុងนี้นะสมัยตําไลดีฟอลต์โซนจังก็คือยิงอาจารย์ก็จะเป็นโซนจะเทศนะแอดมินดิสแตนซ์ของเว็บคือโซนบ่าสําหรับสตาติกเราสตาติกเราบ่าแอดมินดิสแตนซ์เว็บคือ 1 บ่า1จะได้ขาดรู้ตราแต่ยิงแก้แปลเอาเวเตอร์จะตําไลนามวยផ្សេងบ้านเวฝ្លាស់ប្ដូរบ่า AD របស់វានឹងណា admin distance របស់វានឹង បាទ PHP ស្វែងរកចឹង AD របស់វាគឺស្មើត្រឹមបាទ external GP ណា 20 បាទ internal EI ជា 110 បាទ ISIS ណា 115 RIP 20 បាទ internal IP 70 internal BP បាទ 200 ចឹងតម្លៃនឹងគឺអត់មានលើសពី 255 ទេណា បើសិនជាលើសពី 255 unreachable ណា unreachable ណាតម្លៃនឹងគឺចន្លោះពី 0 រហូតដល់ 255 ណា นะอาจเป็นเลิศขึ้นนึงเด้บ่าแต่นะบ่าตราหนึ่งคือล้อได้ในตอนนี้เตราแต่นะมันควรแต่คือเตราแต่นอดจํานําบ่านอดจํานําก็ครับบ่ามีสํานวนมีสํานวนสั้นเด้ฮัลโหลดีดาดีดามีสํานวนครับพร้อม Phần nữ ba mươi cụ dùng xe đại cho lại phần nữ nè xe nâng thôn
Still alive. No, look, Ruth. Bong snap a crew. No. Snap, right? Take note, Pong. Not in the room, jump back, Chris Young, wherever the intabugal gang, you were twirling them, look, Queenie, but jump to that, says and cry. Tamin means some new way up near you. Mà mình dùng nốt riêng là sao phải đọc được tí tiết với mình dùng nuôi rất tùy sức khá tăng phí ok chẳng bờ anh biết này thế nhưng to mà dùng nuôi tiết static static hay năng dynamic routing vì đặc biệt như vậy tại đây đấy phần đây giờ ta về chia từ đây nữa chẳng giờ chặt từng đạn nữa bà static rồi dynamic bà những bạn vô làm static route hay năng dynamic route khá mà hỏi bà chẳng cái thằng static hay năng dynamic routing are not mutually exclusive. Human eye up band and pee. But then static, then dynamically at eye up, like up mean than being by day. Good, like card, good, mean than pee. Nah, the clock network when work, then static, good, then dynamically to bank your proper. But rather, most network use a combination of dynamic routing protocol and static. But it is so good, keep it up. Combine your clear, mean then static, mean then dynamic. The static are commonly used the following scenario. The number high mentioned, some small network. Timoku SD4 route, but this SD4 route, young prepra static, the better young 12D4 route, called bandai, can you through that? But some that route outside the routing domain. Hay not learned by dynamic routing protocol. Bạn đặt rao từ căn network hàng cầu. Đại network nâng cứ mình ai learn, bạn này là mình ai discover bạn đối dynamic routing. Và dynamic router khởi nháy, mình ấy grabi static tiếp, cho mình là static tế. Để dân chỉ admin đừng chấp bát em đó, nó từ dân đừng chấp bát vì part bảo vệ plot được việc tốt bạn dân ai first static route bạn. Chúng static routing sort, nè, plan the pair dynamic network admin, administrator want to explicitly define, nè, nè, the pair dynamic network admin bây giờ nưng, cứ chọn cầm nọt vì ở chả, nè, ông pi plow đại việt tàu tàu, pekla, dùng mơ khơi chả, nè, pekla dùng mơ khơi thao, network hàng này, nè, network mà rơi cao sấp pi, chọn tiện tôm một căn network mà rơi chết sấp pi, bớt sao dùng mơ khơi chẳng người thao. Router 1 của tiệm tôi một căn router 2 tầm đó mới chạp tự đầu. Tết chân cá ấy, xe này ai đợi chun bàn đập mế, đập mế cả bảy. Còn tế xe càng lớn này ai đợi chun đó mùi chi cả bảy, nó mùi chi cả bảy. Chớ dân khơi thả không? Đập mế, lâu này ai tổ hợp đập mế chi. Chẳng, bởi default về default router 1 viên năng chơi cloud router 2 và đồng bài tàu phần tế. Bởi xanh dạy bệnh khá, các này khá để dân chọn specify, explicitly define network. Chân bệnh khá cứ dân chọn cầm nót luôn dân thảo hoặc ôi viên tàu cloud này tì. Vì tàu 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 router lệch 7 rồi bắn chô một router lệch 2. Chân hắn cứ dân tàu tàu static đầy. Này dân cầm nót viên cho bạn, dân chị admin. Chân dân khởi nhé. Dương ai cho về bán này, dương ai thảo trở tại dynamic bán này, mình chăm bạch trở static thế. Như thế có, dương trở tại static bán này, mình chăm bạch dynamic thế, chẳng ọt thế nế. Chứ cứ dương là ai exclude mùi nạ bán thế, cứ trở tại trở tầng pi. Bà, trở tại tầng pi. Thế chấm. Mùi tiên, static rao nế, trở xâm rạp routing between stub network. Bà, đối nhóm bạn bởi dương hãy bị stub network dạng mạch. Bà, stub network. Chỉ từ tới cứ network bởi những router bởi những cứ miền neighbor tại mùi cột và stub network router bởi những cứ miền neighbor tại mùi cột
Ba, ni, ni, stop network. Né, ni, stop network. Chẳng router, dưỡng, router 1, ủi thó, router 1, ni, router 2, rưu gửi router bỏ ISP cho đám. Chẳng dưỡng khơi, ở miền, chụp tiện tôn từ căn router na chả ra, ủi thế, dưỡng hạ thang stop network này. Chỉ tụ tố cứ dưỡng bà bà, ba, static route. Static route are useful for small network, but with only one path to an outside network. Chỉ tới xem rap network tới 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 miền plau chợ tranh tới tới mùi. Bà đi ở đây là mình rào bà dân bạn đấy, dân bạn đừng hãy đào này bị rào cứ vì learn vì discover network đời khuôn ảnh hay vì share role poor men rào thinh tế bò lưng tôi ở rào tờ đại chiến này bờ bò huyền lưng bà riêng riêng khuôn chứng đây là mình rào bà dân bà ta nộp lá bà commonly use xem rap scenario được thằng rộp nè nè in network consisting of more than just a few router. Chẳng chỉ từ tớ cứ dùng pra chỉ mua những network đại miền chấm nôn router tràn và router 4 pram lớn tớ và cứ dùng của tại pra đại nằm cái và đại nằm cái và chỉ dùng pra nộp lên nào tiếp chỉ từ tớ cứ dùng pra nộp lên đã nè change in network topology require network to automatic nè to automatically determine another path. Chẳng nộp lên nếu bây giờ dân cứ thả network dân cua tại ở vì update automatic nếu bây giờ miền network nào mới phát đầu được cái change chỉnh được cái nếu bây giờ miền network nào mới đặt chương việc cua tại phát bật cả automatic và bây giờ dân cứ thả chẳng ấy cứ dân cua tại thôi dynamic ra ngoài và thôi dynamic ra mới tiết cơ và mới tiết cứ dynamic ra và ra sản phẩm scalability và scalability cứ bên đây thà để bị ai reach luôn bán đời đời mình tập vào từ lên network để mình sạch nè đời vì mình thuê mình đòn thèm từ lên network để mình sạch và nó cứ những người chúng ta scalability và ưu thoa thà lâu network dân mình ra từ đọc và ra từ đọc ưu thoa thà khai cõi network dân mình crawl từ nào ra từ mặt phì và được có sám sạch chứ dân mình chẳng ở việc tập vào từ lên operation từ lên network chạy chạy nó bây giờ dân upgrade từ cái này ra tới mà pay được cái sản phẩm nữa và dân cô ta đài nằm bây giờ ra vậy và chẳng đài nằm bây giờ ra cứ biết sky là dân ô tô mà tịch và đài mình miền cả phát vừa đón thêm chứ đi có sọt thịt network bởi dân nà mùa lời nè nên cứ để cái này đài nằm bây giờ đào và nên cứ chia tà răng đài bằng 2 MP cả priệp thiệp và rồi viên static đào hay nâng đài nằm bây giờ đào chẳng dân vô tôi mơ tớ và dân vô tôi ăn mơ tớ và nếu cứ cao bị vượt ở bảo routing dynamic routing protocol đó chấp tăng pi chnam tua sơ bát tiếp sắp mở thôi mà đào chnam pi còn mấy ta miền routing protocol na bị vượt mồi dạng mấy khác bà nam pi sắp pi thì chấp là một cái bà external gateway protocol bà external gateway protocol cứ chia protocol để pra làm mấy tiện tông external network bà network hàng cả network thầm thầm chia tu tấu EGP นั่น คือ ประ สำหรับ ปี ISP 1 ទៅ កាន់ ISP 1 បាទ ISP 1 ទៅ កាន់ ISP 1 បាទយើងប្រើប្រាស់ EGP ហើយចឹងឧទាហរណ៍ថាបាទ EGP គឺទៅឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាក្រុមហ៊ុន ISP បាទ ISP 1 មក ISP 1 បាទISP นี่ ISP บ่านี่ ISP ได้บ่าจึง ISP บ่า ISP 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 บ่าอบบูทอท่า ISP 2อืม S บ่าISP 3 ISP 4บ่าจังคิดดูตัวบ่า BGP BGP คือนี่ router บ่า ISP นะ router edge router no นั่นชุ่งแบบเจ็บกันสมมุติ ISP บ่าบ่าจังจิตุ EGP ก็อัตราใน
protocol EGP EGP protocol BGP 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 EGP protocol ISP ISP IGRP IGRP Cisco the bowl bà xong ngay bà trò bàn châm nua đòi EIGRP này bà EIGP kì lên bà bà hỏi bà ra thêm bữa cố vì ở scale vậy thế bà vì sẽ đi nâng rịp đấy vì sẽ đi nâng rịp đấy vì ở xa miền security vì ở rãi scale vậy là bán chẳng rịp bà kết nối chân nằm bằng mùa rợt bà xong bày bà chẳng dừng dô tầm mơ thấu bằng thế popular routing protocol xong ngay cứ OSPS OSPS vì mình version bà 1.2 OSPS 2 OSPS 3 สำหรับ IP version 6ให้ EIGRP นะบอกบอก Cisco บอก Plaid Cisco จึงเป็นกรุ๊ปประดักรบอก Cisco บ่าจึงคือ popular เมียน ISIS บ่า ISIS บ่านั่นคือประกาศลางคลอยกี่ได้ในชั้นนำปีปอนด์ไปบ่าต่อจึงยังยอดตำเบอร์คนไหนประธานเดียดนะบ่าตำเบอร์คนไหนประธานจึง Dynamic Routing คือใจใจเชียปีประเภทบ่าปีประเภท IGP ហើយនឹង EGP ចឹង IGP ប្រើទៅពេលណា EGP ប្រើទៅពេលណាបាទចឹង EGP ណា EGP ដូចខ្ញុំបានពន្យល់គូរូបមកចឹងគឺសម្រាប់ external បាទ external ចឹងវាមាន protocol តែ2ទេគឺ BGP 4ហើយនឹង BGP MP បាទវាគឺជាប្រភេទ path vector path vector គឺបើន័យថាវារាប់ទៅលើ hop count ណាចំនួន router អូសំដៅមិនមែន hop count ចំនួន router ទេវាជា path vectorបាទអញ្ចឹងមានតែ BGP 4 BGP MP នឹងទេសម្រាប់ IP version 4 IP version 6រីឯ internal ណា internal gateway protocol ឬក៏ IGP វិញគឺមានច្រើនបាទវាចែកចែងទៅជា distance vector ហើយនិង link state អញ្ចឹងបាទ distance vector ហើយ link state នៅក្នុង distance ប្រភេទ distance routing protocol បាទវាមាន RIP version 2 EIGRP បាទ RIP NG បាទ EIGRP សម្រាប់ version 6ប៉ុន្តែ EIGRP នេះឯកសារខ្លះគេថាវាជា hybrid hybrid protocol បាទវា distance ផង via link state ណា via link state ផងប៉ុន្តែឯកសាររបស់ Cisco បាទ Cisco ផ្ទាល់គឺចាត់ទុកថា EIGRP គឺជា distance នឹងតម្រងណា distance តម្រងជា link state មាន OSPF version 2.3 ISIS បាទ ISIS សម្រាប់ version 6ធំដែរអញ្ចឹងនឹងគឺជាប្រភេទ link stateគាត់ថាវា internal gateway protocol របស់គ្នាប៉ុន្តែវាប្រើប្រាស់ algorithm ផ្សេងផ្សេងគ្នា distance vector វាប្រើប្រាស់ hop count អីចឹងទៅបាទ link state គឺវាគិតទៅលើ link ឲ្យទៅណាដើម្បីជ្រើសរើស path ដែលវាត្រូវ forward ទៅថាជា path ដែលល្អបំផុតអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងនឹង detail អំពីផ្នែកមួយមួយណា distance vector យ៉ាងម៉េច link state យ៉ាងម៉េចហើយបាទរហូតដល់ការ configure RIP ណា EIGRP OSPF ជាដើមបាទអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់ dynamic ណា dynamic routing protocol concept ណា dynamic យើងដឹងថាវានឹងប្រតិបត្តិការអូតូម៉ាទិកហើយអញ្ចឹងវាប្រតិបត្តិការទៅលើអីគេវានឹងធ្វើការ discovery ណាបើន័យថាវាស្វែងរកវារុករកវាស្រាវជ្រាវរក network ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយ spy private ណាដោយ spy privateអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទៅយើងទៅរុករកទេណាគឺវានឹងរុករកដោយខ្លួនឯងបាទទីពីរគឺវា maintain up to date routing information បាទវាធ្វើការ update ដោយខ្លួនឯងណាបាទវា update ពេលវា update routing table មានអីបាត់បង់មានអីចូលមកថ្មីអញ្ចឹងវាធ្វើការ update ដោយ automatic នោះគឺ dynamic បាទវា choosing the path to destination network អញ្ចឹងបើសិនជាករណីដែលវាមានផ្លូវច្រើនដើម្បីទៅកាន់ destination network ណាមួយចឹងវានឹងធ្វើការជ្រើសរើស best path ណា best path ទៅតាម algorithm របស់វាណាបើសិនជាវាជាប្រភេទ distance vector តើវាជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចវាគួរទៅផ្លូវណាបើសិនជាវាជា link state បាទ link state វានឹងជ្រើសរើសផ្លូវមួយណាវាគួរទៅផ្លូវណាវាមើលទៅលើអីគេខ្លះណាវាមើលទៅលើ matrix យ៉ាងម៉េចណា admin distance យ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងគឺ dynamic ability ណា to find new best pathif current path is no longer បើន័យថានៅពេលដែលផ្លូវទៅកាន់ network មួយដាច់ណាឬក៏បាត់បង់ឬក៏ unreachable អញ្ច
chẳng vì vì miền smart phep nên vì miền smart phep trong cả chờ rơ plau thmai rứa cơ rục rục plau thmai đai đai khluon ai ba nưng cứ lệch nà របស់ dynamic routing ba dynamic routing ba đờ tên nè tất cả khnia chẳng nưng cứ tha slash trăm slide ni sẵn ba slash trăm slide ni pun ta cái này nhưng ai bạn đại ca nộp là chụp nhóm session được chứ basic configuration và design network topology này hay assign IP address tên IP version 4 IP version 6 và ở đôi tên là submit ở bàn host name là bỏ device mua đại dương bộ chữ mình router ID nhé router ID nhé mua bộ dương bộ chữ mua nữa router ID thu thật ha lại hỏi nhầm nữa nhầm đại chúng mua thả chúng mua bình mẫu và dứa mán router ID cứ bởi xong dưới router mua nhìn đã thả router mua chẳng mở và router phí nhìn đã thả router lấy phí chẳng mở switch được thế đấy và xong chia switch và với chi switch nhìn đã chúng mua dưới đó và S1 là S1 chẳng mở như thế SW1 chẳng mở SW2 chẳng mở bà trên đấy bà chấm mua bao nhiêu host name là body wide mùi mũi cứ mua dương bộ cho mùi nữa router ID chấm bao nhiêu router one bà username underscore router one bà username underscore r2 switch được như này mà switch được như này chấm switch cho miền IP address này nữa switch miền IP address này tự nhiên configure như mạch bà như là sign như vậy mạch xong nên cứ chia cái cạp kia thuê bán và cái cá nó cứ dịp này mua này cá đã tận tụ nó khả năng tràn tận tụ bao nhiêu thằng này clear everyone bạn và xong thuê đời smart tập hiệp bên luôn PPSA xa cái địa bàn này discount và anh cứ chia good practice này và cái phía xa cứ chia chúng nói để lọ để dân cua tại thờ mình men chăm tại copy bảo kia vô một pha thế đấy mình men chăm tại copy bảo kia vô một pha được gọi đi nè đây và chứng lớp thực chất ở dân thờ của này tôi bay bị phía xa cái này cứ chia cái lọ phần thế mình men tại chăm vô bảo kia vô một thờ bảo của này đây ok còn á cái ca với cả đòi nữa chấn lớp tư chất ở cái này dân thua là thua này sợ chất dân chuộc này bị cổ này bà xua yêu bó này chui sao chiều mà chui sao chiều này bật tay công chăm tay copy bó kia mà thua thua này bà chấn bà thua cho công bói tại nhóm rô khơi thả nẹ ná châm lòng nẹ ná tớ bà này bà miền sầm nữa lục rùa của mồi ngày nào bà giang yu muốn dương chỗ năng Microsoft Team sắp đa rồi muốn dương chỗ Microsoft Team sắp đa rồi giang yu bà hai sách nhớ hai khăn sách nhớ khăn sách mồi vấn đề giang yu muốn dân cho Microsoft Teams sắp đặt rồi. Nhà cho Microsoft Teams mới được rồi. À thế, phía mô tâm Telegram á. Chà, được rồi. Và đây là bởi sân miên ấy lập đầu tiết chẳng nhầm trạp được rồi nè. Chà, ok, được rồi. Tỏ, miên xâm nua, bởi sân dìa miên xâm nua tế ai xâm rạ vào năng bàn.
Không biết nữa kru. Ok. 1 2 3 Ok, ở quân chân, ngày nâng chụp khuyên sắp đại cơ rồi. 8 phê bà lìa nâng môn đỏ đè. บ่ครูบ่ครูบ่ครูเป็นรูปภาพที่ไดกราฟนั้นให้โจ้ในក្នុង Microsoft Teams บ่ล่ะครูยังไงเกจะรูปภาพไดในรูปภาพใดធ្វើ Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.